Thưa quý vị và các bạn, một cú nã súng trên xe khách giữa lúc rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 2008 đã khiến một người đàn ông tử vong. Cũng chính từ phát súng này đã dẫn đến một quá trình điều tra vô cùng phức tạp, gian nan, kéo dài gần 10 năm với những chi tiết đầy bất ngờ, kịch tính của lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án tuần này, Chuyến xe định mệnh. Sau khi vụ án xảy ra thì lúc đó với trách nhiệm là đội trưởng trọng án thì tôi cũng được ban chỉ đạo chuyên án giao nhiệm vụ tham gia điều tra vụ án đó. Thì quá trình điều tra thì cũng trải qua rất nhiều cái hoạt động nghiệp vụ và cũng tiến hành rất nhiều biện pháp để xác minh. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Quảng Ninh lập tức cử những lực lượng chuyên trách khẩn trương xuống hiện trường. Những biện pháp nghiệp vụ cần thiết được triển khai một cách nhanh nhất. Công tác bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi được tiến hành hết sức tỉ mỉ chính xác. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đăng Công, chủ xe khách biển kiểm soát 14M8456, chạy tuyến Bình Liêu, Hà Nội. Anh Công tử vong do nhóm đối tượng dùng súng hoa cải bắn trực tiếp. Về tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi thì chúng tôi cũng thu được là rất nhiều cái dấu vết, vật chứng có giá trị để phục vụ cho công tác điều tra và phục vụ cho công tác khám phá án để làm rõ đối tượng gây án. Thì là trong đó thì là có là thu ở trên cái sàn của cái xe ô tô là 09 mảnh kim loại đã bị biến dạng, đường kính trung bình mỗi mảnh kim loại đến khoảng 1 cm. Đấy, và khám nghiệm tử thi thì là anh Công này bị thương tích là cái chiếc áo là cũng bị 9 lỗ thủng. Đấy, và trên người cũng bị 9 vết thương trong cái diện là 20 x 19 cm. Trước cái chết bất ngờ của anh Nguyễn Đăng Công, với kết quả khám nghiệm, lực lượng công an đã tiến hành họp để đưa ra những nhận định đầu tiên. Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 8 tháng 11 năm 2008, xác định hiện trường xảy ra trên chiếc xe khách biển kiểm soát 14M8456, loại xe 29 chỗ ngồi, có nhiều vết máu. Dưới sàn xe có nhiều mảnh kim loại biến dạng, một mảnh hình tròn đường kính 1,9 cm, màu đỏ, trên có ghi 00/12. Giám định tử thi xác định trên cơ thể anh Nguyễn Đăng Công có 7 vết thương trượt, 2 vết thương xây sát ra vùng sườn bên trái, đâm thấu bụng, tổn thương vỡ lách, thủng cơ hoành, thủng dạ dày, thủng tim, dẫn đến tử vong. Nguyên nhân nào dẫn đến việc kẻ thù ác có thể xuống tay với anh Công? Anh Công vốn là một đội phục viên, tính tình hiền lành. Gần đây anh có mua xe khách để chạy tuyến Bình Liêu, Hà Nội. Anh không có nhiều quan hệ xã hội phức tạp hay mâu thuẫn lớn với ai để có thể dẫn đến bị giết. Khi lực lượng chức năng xuống làm việc với gia đình anh Công thì được cung cấp thông tin. Cách đây gần một tháng, anh Công có va chạm với một chủ xe khác chạy cùng tuyến này với lý do tranh giành khách trên tuyến đường, nhưng chỉ là những va chạm nhẹ, không đáng kể để dẫn đến những thù hận nghiêm trọng. Thanh loại thành cái loại mâu thuẫn một, thì cuối cùng chỉ trộn lại là một cái mâu thuẫn lớn nhất có thể diễn đến cái việc xảy ra việc bắn nhau, gọi là anh Công bị bắn chứ không phải là bắn nhau, anh Công bị bắn. Như thế là có thể là những việc cạnh tranh trong quá trình làm ăn, tranh giành cái chỗ tuyến đường chở khách. Thì vì là ở Bình Liêu là một cái huyện nó cũng nhỏ mà biên giới huyện cũng ít dân, nhưng lại có mấy xe để chạy tuyến Bình Liêu Hà Nội. Thế thì có cái việc là cạnh tranh không lành mạnh. Vụ án không có nhiều căn cứ và đây là hướng điều tra duy nhất. Rà soát thật sâu, kỹ lưỡng tất cả những nhà xe chạy cùng tuyến với xe của anh Công. Trong số những chuyến xe chạy cùng tuyến Bình Liêu Hà Nội thì có nhà xe của Ngô Tiến Long. Và điều đặc biệt nữa, Ngô Tiến Long chính là người đã có va chạm với anh Công thời gian trước.
Đây là những xe cạnh tranh nhau với khách trên cùng tuyến đường. Một tia hy vọng mong manh về hướng điều tra của vụ án đã được hé mở. Ngô Tiến Long được đưa vào danh sách nghi vấn hàng đầu. Ngô Tiến Long có một gia đình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh với rất đông thành viên. Để phục vụ cho mục đích điều tra, các điều tra viên đã phải xác minh tất cả các thành viên cũng như những mối quan hệ xung quanh Ngô Tiến Long. Tuy nhiên, kết quả xác minh thu được toàn thể gia đình Long đều không hề có bất minh về thời gian hoặc biểu hiện khác lạ về tâm lý, không có dấu hiệu vừa phạm tội. Vậy là giả thuyết duy nhất về hướng điều tra đã đi vào ngõ cụt. Vụ án dường như đang thử thách những người làm công tác điều tra. Ai là người giết anh Nguyễn Đăng Công khi mà đối tượng hiểm nghi duy nhất không có biểu hiện phạm tội nào? Mặt khác, anh Công cũng như hành khách trên chuyến xe đều là người bình lưu. Nếu đối thủ của anh Công trực tiếp ra mặt để tấn công anh Công thì việc nhận diện lại quá dễ dàng. Kẻ thủ ác sẽ phải có những tính toán khác để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Có khi nào đối tượng chủ mưu mượn tay người khác để thực hiện hành vi này hay không? Dù là rất mơ hồ, nhưng những hướng điều tra mới lại tiếp tục được đưa ra. Đó là những gì? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Từ giả thuyết thuê sát thủ gây án, ban chuyên án quay trở lại xuất phát điểm của vụ án. Bắt đầu từ 4 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm đối tượng này hẳn là đã phải rất chuyên nghiệp, bởi chúng đã nghiên cứu kỹ thời gian và thời điểm gây án một cách hoàn hảo. Vào lúc 5 giờ sáng ở dưới đoạn đường vắng vẻ, hành khách hầu hết đều đang lơ mơ ngủ. Khi tiếng súng nổ lên bất ngờ sẽ khiến họ hoảng loạn, nên khả năng nhận diện được chúng là rất thấp. Giả thuyết đặt ra là như vậy, nhưng truy tìm tung tích 4 đối tượng ở đâu? Quả là một việc làm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Giả thuyết có thể là cho rằng là đúng, nhưng không biết là bắt đầu từ đâu. Thực ra thì trong các vụ điều tra trọng án thì nó sẽ có nhiều lúc, nhiều giai đoạn. Có thể là rất muốn làm nhưng không biết bắt đầu làm từ cái gì. Từ những cái thực ra gọi là kinh nghiệm đấu tranh. Và có thể là chúng ta có thể nói là cái giác quan cảm nhận nghề nghiệp. Cái lúc bí quá thì chưa biết bắt đầu từ đâu thì phải có những cái giác quan mà thực hiện như vậy. Thì đồng chí, cho nên đồng chí Tài, đồng chí Công là rất nhiều vụ án đã làm việc với xác minh ở phía Hải Phòng. Thì khi đã không có đối tượng trong người nhà thì phải nghĩ đến là thuê. Thuê thì phải là thuê, nhờ thì phải người ngoài tỉnh, chứ trong tỉnh thì cũng cái xác suất thấp hơn. Một mũi công tác ngay lập tức được triển khai về Hải Phòng. Chuyến công tác này có một điều đặc biệt là tổ trinh sát đã mời được một người phụ nữ đi cùng. Đó là một hành khách trên chuyến xe Đình Mệnh. Nhân chứng duy nhất khẳng định mình có thể nhận diện được đối tượng gây án. Về nhân chứng này, thì trong vụ án này, thì nhân chứng này có một cái vai trò rất quan trọng. Mặc dù là nhân chứng nhưng chính là gì? Những cái đối tượng, hai bên đối tượng liên quan trong vụ án này, giữa đối tượng và nạn nhân là đều có mối quan hệ với cái cô này. Đấy, và thực tế thì cô này có làm ăn buôn bán một cái loại hàng, một cái mặt hàng mà cả hai đối tượng giữa bị hại và nạn nhân này, nạn nhân và đối tượng này đều có cái nhu cầu là hợp tác để làm ăn và vận chuyển cái hàng cho cô này. Đấy, nhưng khi vụ án xảy ra thì nó lại không xảy ra ở trên địa bàn Tiên Yên, mặc dù cô Hồng là cô sống ở tại địa bàn thị xã Tiên Yên, nhưng vụ án xảy ra ở một nơi khác. Đấy, nhưng mà trong quá trình điều tra thì thực hiện yêu cầu điều tra là chúng tôi đã chấp nối các sự kiện và xác định được, và cũng đánh giá với cái vai trò của nhân chứng và cái người liên quan là cô Hồng trong vụ án này là rất lớn và rất quan trọng. Hóa trang rất nhiều vai diễn khác nhau, trinh sát ở rất nhiều địa bàn khác nhau. Nhiệm vụ của tổ công tác này là phải xác định và khoanh vùng những nhóm đàn anh đàn chị giang hồ cộm cán có đủ độ liều lĩnh và có những biểu hiện nghi vấn trong thời gian xảy ra vụ án ở Bình Liêu. Bởi vì nghi vấn nguồn gốc của nhóm sát thủ có thể ở Hải Phòng hoặc tỉnh ngoài, nên bên cạnh mũi trinh sát Hải Phòng ngay tại Quảng Ninh, những biện pháp nghiệp vụ khác cũng được tiến hành song song với nhận định
chúng hẳn phải có một thời gian tiếp cận, khảo sát địa bàn, nhận diện nạn nhân và phải có chỗ ăn nghỉ thì mới có thể lên kế hoạch để thực hiện một vụ án không dấu vết như vậy. Các nhà nghỉ khu vực Cẩm Phả, Hà Long và Bình Liêu được tiến hành rà soát thận trọng. Thế nhưng với số lượng lớn lên đến hàng nghìn nhà nghỉ ở vùng đất du lịch nổi tiếng như Quảng Ninh thì đó cũng là việc làm không dễ dàng. Cái việc rà soát ở nhà nghỉ trong vòng một tuần đối với chúng tôi cũng rất là khó khăn, tại vì ở khi rà soát nhà nghỉ nó xảy ra những cái tình trạng như khách đến không báo nghỉ. Khách đến không báo nghỉ mà chỉ đến thuê xong rồi lại đi. Còn nhiều cái tình huống khác nữa. Thì chúng tôi cũng làm vừa một mặt rà soát các nhà nghỉ, nhưng vừa một mặt là làm công tác là vận động chủ nhà nghỉ là phải trình báo. Chúng tôi tập trung xác minh những gì? Đó là có thể một nhóm khoảng có thể là 4 người hoặc ít hơn. Thì có thể chúng nó lúc mới đến có thể là 2 hoặc 3. Nhưng mà ở trước đó, trước cái ngày, nghĩa là thuê từ tối, nghĩa là sáng mùng 7 thì xảy ra, thì tối mùng 6, tối mùng 5, tối mùng 4, tối mùng 3 xem là có ở đấy không. Và cũng phải trao đổi trực tiếp với chủ, với quản lý nhà nghỉ đó, xem là đấy có phải khách du lịch không, hay là người đến làm ăn thì thế nào. Hoặc nếu mà chẳng hạn thì các đối tượng này đến mà theo cái diện này thì chỉ có không phải là khách du lịch thôi, đi thì đến cái có thể là ở lì trong phòng, hoặc là chỉ đi ra một thời gian, một ít thời gian nhất định thôi. Vì khi đi gây án như thế này thì cũng tránh ra ngoài nhiều để có nhiều nhân chứng biết. Thì có đấy, cái đó là cái nhận định để giả soát. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa tháng tích cực điều tra, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ nhằm truy tìm tung tích của nhóm sát thủ tại mũi trinh sát ở Hải Phòng, mặc dù đã hóa trang thành nhiều vai khác nhau với sự hỗ trợ rất nhiệt tình của nhân chứng, nhưng trong số hàng chục nhóm anh chị cộm cán đất cảng được nhận diện thì nhân chứng đều khẳng định là không giống với nhóm đối tượng trên xe khách. Còn mũi trinh sát ở nhà nghỉ thì hai trong số các nhà nghỉ được rà soát có một số thông tin tương đồng về nhóm đối tượng 4 người. Nhưng khi lần theo địa chỉ chúng để lại ở nhà nghỉ để xác minh thì không cho ra kết quả. Vậy là lại một lần nữa vụ án rơi vào nút thắt. Cơ quan điều tra cũng xác định trong phạm vi từ 700m đến 1km so với vị trí gây án ở phường Cẩm Sơn không hề có một nhà nghỉ nào. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi khi gây án chúng thừa khôn ngoan để chọn địa điểm gây án là chỗ vắng nhà dân. Vậy một việc quan trọng nữa cần xác minh, bốn đối tượng này cần phải có người đưa tới địa điểm gây án. Vậy ai sẽ là người làm công việc này? Thì chúng tôi cũng hạn chế được hơn cái số lượng rà soát, bởi vì là lúc đó là tờ mờ sáng, nên là cái người, số lượng người mà làm cái ca ngày để chạy xe ôm, chạy taxi thì gần như lúc đấy người ta chưa đi đấy. Và người làm đêm thì thường người ta làm cố. Đấy, thì số lượng không quá nhiều, nhưng mà đấy là nói về cái nhận định như vậy. Nhưng mà để rà soát được số lượng đó thì cũng rất là vất vả, bởi vì là trên địa bàn thành phố Cẩm Phả cũng rất nhiều taxi và cũng rất nhiều người làm xe ôm, thậm chí là rất nhiều là công nhân, người ta quá trình làm ca tranh thủ có thể là nghỉ ca này thì chạy sự thêm, chạy xe ôm, chạy ca kia. Khi mà vụ án xảy ra, mình rà soát tất cả các hãng taxi thì không có hãng taxi nào xuất hiện ở hiện trường cái khoảng thời gian xảy ra vụ án. Thì mình sau khi đấy thì mình nguyện đánh giá đối tượng sẽ đến hiện trường bằng xe máy. Lực lượng trinh sát đã quay trở lại hiện trường vụ án, gặp gỡ, tiếp nhận với nhiều người có khả năng xuất hiện gần địa điểm gây án vào thời điểm sáng sớm. Và lúc này chỉ có những người lao động như lao công, bán hàng rong là có thể ra đường. Các trinh sát đã thu được một thông tin quan trọng. Có người đã nhìn thấy hai chiếc xe máy chở 6 đối tượng phóng rất nhanh trên đường. Như vậy, càng khẳng định đối tượng đến hiện trường bằng xe máy là có căn cứ. Lúc này ban chuyên án tập trung sàng lọc những người làm nghề chạy xe ôm, kể cả những người thường xuyên và những người nghiệp dư.
Một điều thuận lợi là thời điểm gây án vào khoảng 5 giờ sáng nên không có quá nhiều phương tiện hoạt động. Cùng thời điểm đó, công an Quảng Ninh đang thực hiện một đợt truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn. Trong số những đối tượng bị bắt, có một đối tượng tên là Nguyễn Trung Hiếu có những lời khai tương đồng với nghi vấn của cơ quan điều tra về việc chở 4 đối tượng vào rạng sáng ngày 7 tháng 11. Hắn khai là mình được Từ Đức Cường nhờ chở 4 người và có trả công. Để thực hiện việc này, Hiếu đã nhờ thêm một người bạn của mình là Trần Quốc Hưởng cùng chở với mình. Nhưng cả Hiếu và Hưởng đều không biết 4 người này là ai, đi đâu, làm gì. Như vậy, một cái tên khác là Từ Đức Cường đã xuất hiện. Đây có khả năng là manh mối mới để điều tra vụ án. Sau khi bắt giữ được 2 đối tượng vận chuyển thì cũng làm rõ hơn được cái tính chất mức độ vụ án và vai trò của, lúc đó mới xác định được vai trò của một đối tượng rất quan trọng là đối tượng Từ Cường. Thì yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải tổ chức xác minh truy bắt bằng được Cường. Có đầu mối ra được Từ Đức Cường. Đấy, nhưng Từ Đức Cường thì anh Hiếu và anh Hưởng khẳng định khi lấy được ảnh thì anh Hiếu khẳng định là không phải một trong 4 đối tượng này. Không phải một trong 4 đối tượng gây án này. Mà chỉ là Từ Đức Cường nhờ anh Hiếu xuống để chở như vậy thôi. Đấy, và có trả công bao tiền thì tôi lâu không nhớ hết, nhưng mà có trả công bao tiền đấy. Thế thì quá trình như vậy là vụ án như vậy là đến lại bế tắc, vì là Từ Đức Cường không phải là người trực tiếp gây án. Từ Đức Cường không có mặt hiện trường và Từ Đức Cường lúc đó lại bỏ trốn. Tia sáng vừa lên đã lại vụt tắt bởi đối tượng đã bỏ đi khỏi nhà cách đây gần 1 tháng. Tất cả mọi yêu cầu điều tra lúc này là tập trung bắt Cường thì mới nắm được nhóm đối tượng gây án là ai. Điều đó là ưu tiên số 1 trong giai đoạn điều tra tiếp theo. Từ Đức Cường là một người Việt gốc Hoa, bố mẹ của Cường sinh sống ở thành phố Hà Long. Bố Cường khi ấy đang bị bệnh, tuy nhiên hầu hết anh em họ hàng Cường đã di cư về Trung Quốc từ năm 1979. Một thông tin đáng lưu ý là Cường có 2 người bác hiện vẫn ở lại Việt Nam, một người sống ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và một người ở Trảng Bom Đồng Nai. Nhiều khả năng Cường có thể đã vào Nam để lẩn trốn. Sau khi nhận định điều này, đồng chí Hoàng Văn Định và đồng chí Vũ Trường Thi lập tức xách ba lô lên đường vào Nam. Dù thông tin về dấu vết của Cường, dù rằng thông tin về đường đi của đối tượng rất mong manh. Trên chặng đường bắt chuyến bay vào Nam, trong lòng những điều tra viên bộn bề lo lắng. Từ Đức Cường có thực sự vào Nam hay không? Địa bàn huyện Trảng Bom rất rộng lớn, phải bắt đầu từ đâu để tìm ra địa chỉ người họ hàng nhà Cường một cách nhanh nhất? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lòng những điều tra viên trẻ. Nhưng xác định bất cứ nơi đâu có thông tin về tội phạm, họ sẵn sàng lên đường, không cho phép mình bỏ lọt bất cứ cơ hội nào để truy bắt tội phạm. Trảng Bom là một huyện trung du của tỉnh Đồng Nai, dân số đông. Bước chân đến mảnh đất này với nhiều hy vọng có thể lần ra dấu vết tội phạm, đồng chí Hoàng Văn Định và Vũ Trường Thi xác định mình sẽ bám sát địa bàn. Trong một lần được công an huyện Trảng Bom mời cơm, đã có một chi tiết trùng hợp đầy bất ngờ. Mới vào thì thực ra là cũng chưa thông tin cụ thể, mông lung nên cũng đi cùng với các anh em công an Trảng Bom. Thì vào thì chúng tôi mới, nghĩa là đến bữa thì các anh mới rủ bọn tôi thì ngồi nhậu, mới mời bọn tôi cái món là sái sùng xào với hạt điều. Thế ngồi một chút thì tôi mới giật mình, tôi bảo là sái sùng là đặc sản chỉ có ở Quảng Ninh, và đặc trưng nữa là người miền Đông, đặc biệt là người miền gốc Hoa, các đám cưới lúc nào cũng phải có sái sùng. Thế giật mình thì mới hỏi tỉ mỉ lại anh là thế là đặc thù của cái nguồn gốc sái sùng nào. Thì bảo ở đây là có đặc thù, đặc biệt là có 3 xã nhưng tập trung nhiều nhất là xã Bầu Hàm 1 và xã Bầu Hàm 2 của huyện Trảng Bom. Là toàn bộ 2 xã này gần như là không nói 100%, cũng phải 80% là
dân gốc là người Việt gốc Hoa của Quảng Ninh và Lạng Sơn, là tập trung xác minh các mối quan hệ và các cái gia đình ở hai xã này. Thì xác định được là ra cái mối quan hệ, thực ra chúng tôi có tên của người thân của Từ Đức Cường này, nhưng mà không biết ở xã nào. Nhưng đến lúc có tên đến xã, là hai xã đây, là các anh như hỗ trợ kiểm tra là trong vòng một ngày là ra. Không chỉ xác định được đúng địa chỉ họ hàng nhà Cường, đồng chí Định và đồng chí Thi còn nắm được chắc chắn cách đây nửa tháng Từ Đức Cường có vào đây thăm bà con. Như vậy là họ đã đi đúng hướng. Thế nhưng họ đã bị chậm một bước so với đối tượng. Khi mà anh em chúng tôi xuống đến Đồng Nai thì xác định là đối tượng Cường đã về cái địa điểm mà chúng tôi xác định, đã về cái địa điểm chúng tôi xác định, và hiện tại đã đi ra khỏi địa điểm. Nhưng trước khi đi thì Cường vẫn có đi chơi với thanh niên ở cái địa điểm ở Tràng Bom đấy, và có hẹn với thanh niên là mấy hôm nữa tao quay lại. Sau khi mà biết được thông tin thì tôi với đồng chí Định là quyết định là ở lại ở Tràng Bom để đón lõng đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hơn một tháng sau khi vụ án nhóm sát thủ tấn công và giết chết chủ xe khách tuyến Bình Liêu, Hà Nội vào rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 2008. Sau quá trình điều tra dày công, ban chuyên án đã tìm ra manh mối đầu tiên và duy nhất khi thủ phạm đang lẩn trốn vào nhà bà con ở khu vực huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Những tình huống bất ngờ nào sẽ xảy ra để tiếp tục thử thách lòng kiên trì và sự mưu trí của các điều tra viên? Mời quý vị cùng theo dõi tập 2 của chương trình. Từ Đức Cường đã rời khỏi Trảng Bom cùng với lời hẹn một tuần sau quay trở lại với đám thanh niên địa phương. Điều này khẳng định hướng lập luận của chuyên án đã đúng. Tuy nhiên, hành tung bí ẩn của hắn trở thành một thách thức đối với các điều tra viên đang thực hiện một công việc không khác gì mò kim đáy biển. Tôi với đồng chí Định là quyết định là ở lại ở Tràng Bom để đón lõng đối tượng. Tôi và đồng chí Định đã liên hệ một nhà dân sát cái nhà, vận động được một nhà dân sát nhà đối tượng Cường sẽ đến để tá túc. Và hai anh em là cái nhà dân đấy rất là bé, mà hai anh em chỉ nhờ được mỗi cái gầm cầu thang người ta để sinh hoạt trong gầm cầu thang thôi, vì là cũng không dám ra ngoài thì sợ ra ngoài người ta, vì đấy là tâm lý vùng miền vùng quê mình, mà đến mà ra ngoài thì người lạ đến thì người ta sẽ biết. Chờ khoảng độ hơn một tuần thì đối tượng không quay lại. Yêu cầu của ban chuyên án, yêu cầu số 1 để làm rõ tiếp theo vụ án thì phải bắt được Từ Đức Cường. Nếu không bắt được Từ Đức Cường lúc này là đầu mối để giải quyết, đó là cái bản lề để mở. Không bắt được thì không thể xác định nổi. Thì tiếp tục lại phải xách ba lô và tiếp tục vào quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh thì xác định được cái, khi có cái người nhà bác họ đấy thì cũng là một người họ hàng nữa thứ hai là ở quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức đồng chí Định và đồng chí Thi lại bắt xe quay ngược lại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài khu vực quận 5, hai đồng chí còn phối hợp với một mũi trinh sát khác của công an Quảng Ninh, khi ấy cũng đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, để mở rộng tìm kiếm thông tin về đối tượng tại những khu dân cư, khu công nghiệp, nơi tập trung rất nhiều người Bắc vào làm ăn sinh sống, để không loại trừ khả năng Cường có thể nhờ và ẩn náu tại nơi ở của bạn bè hắn ở đây. Giai đoạn đó thì tôi đang chỉ huy một tổ trinh sát ở trong khu vực Sài Gòn để đấu tranh đi truy bắt một cái đối tượng giết người cướp tài sản xảy ra ở địa bàn Móng Cái thời gian trước đó. Thì khi mà nghe tin là có vụ án xảy ra và ban chuyên án thành lập, thì lãnh đạo ban chuyên án đã chỉ đạo chúng tôi ở phía Nam là phối hợp một tổ công tác do đồng chí Định và đồng chí Thi, hai đồng chí đi lần theo cái hung thủ gây án đang lẩn trốn và có hướng đi về phía Nam. Thì chúng tôi ở trong mũi phía trong phía Nam này có hai đồng chí là tôi và một đồng chí Hà, hiện nay là công an Móng Cái. Thì hai anh em là đã phối hợp cùng công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cục nghiệp vụ để tổ chức cùng thu thập cùng các đồng chí Định và Thi nắm các thông tin về các đối tượng ở phía Nam
khi đối tượng lẩn trốn ở phía Nam. Thì đồng chí Định và đồng chí Thi vào phía Nam, anh em chúng tôi đã phối hợp. Thì quá trình ở tại địa bàn Sài Gòn thì chúng tôi đã đi giả soát tất cả các cái địa chỉ thông tin liên quan đến đối tượng. Tuy nhiên là thời điểm đó thì chưa phát hiện được đối tượng, vì cái địa bàn ở thành phố Hồ Chí Minh, như các bạn biết ấy, là địa bàn về công nghiệp rất phát triển, rất nhiều khu công nghiệp. Và chúng tôi đi tìm đối tượng, dấu vết đối tượng thì đều nằm ở cái khu vực mà tập trung người dân phía Bắc vào tạm trú và lao động ở các khu công nghiệp. Mỗi khu vực đó đều có hàng nghìn người phía Bắc. Khi vào đó thì chúng tôi đã giả soát kỹ tất cả các điểm nhưng đều không phát hiện được đối tượng gây án. Cũng bởi vì lý do là cái thông tin về đối tượng rất là ít, và thông tin về lai lịch đối tượng ít, cho nên là những đối tượng mới vào, đối tượng trong diện nghi vấn là chúng tôi giảng lọc hết, nhưng mà quá nhiều, cho nên cái thời điểm đấy là chưa xác định được. Quá trình trinh sát, lực lượng công an đã nắm bắt được đối tượng Cường trước đó có vào thành phố Hồ Chí Minh một ngày, sau đó đã rời đi ngay. Đồng thời ngay lúc này, ban chuyên án ngoài Quảng Ninh cũng đã nhận được thông tin nhiều khả năng Cường và Bắc đã sang Trung Quốc để lẩn trốn. Ở thành phố phương Nam xa xôi khi ấy, trong lòng những điều tra viên, những trinh sát viên mang theo rất nhiều cảm xúc, thật khó diễn đạt. Mừng thì rất mừng, nhưng mà thất vọng cũng tràn trề. Bởi vì thực ra là tìm được đúng chỗ rồi. Đầu tiên đi là chỉ biết là một cái huyện Trảng Bom thôi. Nhưng đến lúc tìm được đúng con người rồi, đúng cái mối quan hệ rồi, xong xác định đến tận nơi rồi, thì đối tượng lại đi mất. Đấy, mà thậm chí nghe đến lại quay trở về Trung Quốc rồi là nghe cũng nào. Họ lại trở ra Bắc tiếp tục hành trình điều tra còn nhiều giang dở của chuyên án. Lần này đồng chí Định và đồng chí Thi quyết định đi bằng phương tiện xe ô tô với mục đích nhằm khảo sát tuyến đường di chuyển của các đối tượng từ Hải Phòng, Quảng Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyến đi đó lại là một nút thắt kỳ lạ của ban chuyên án. Thưa quý vị và các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến xe khách trên đường trở ra Bắc của hai đồng chí Định và Thi? Chắc chắn không ai có thể dự liệu trước được. Trong quá trình thực hiện chương trình Hồ Sơ Vụ Án, chúng tôi đã được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, nhiều tình tiết bất ngờ từ các điều tra viên. Nhưng có lẽ chưa có chuyên án nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ như ở chuyên án này. Chuyến xe khách kéo dài 2 ngày 3 đêm với nhiều bữa ăn chung, những câu chuyện trẻ trung hài hước đã khiến những hành khách trở nên thân thiết với nhau. Không ai biết đồng chí Định và Thi là những điều tra viên, những trinh sát vừa vào Nam vì nhiệm vụ lần theo dấu vết của tên tội phạm nguy hiểm. Trong vai là những người làm trong giới khai thác mỏ Quảng Ninh, những câu chuyện tếu táo vui của họ đã thu hút một thanh niên trẻ tuổi đến làm quen. Người này tự giới thiệu bản thân tên là Thắng, chơi với nhiều anh chị giang hồ đất Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó có một cái tên được kể ra đã khiến cả hai điều tra viên giật mình, đó là Cường Song, tức Từ Đức Cường. Với những linh cảm nghề nghiệp, đồng chí Định và Thi ngay lập tức đặt ra nghi vấn liệu người thanh niên có liên quan đến vụ án giết người trên xe khách mà họ đang theo đuổi hay không. Trong bữa cơm cuối cùng, trước khi xe về bến, hai đồng chí chủ động tiếp cận sâu với người thanh niên này, lấy số điện thoại và xin địa chỉ nhà, nhằm có được thông tin cơ bản nhất của đối tượng để phục vụ điều tra cho chuyên án. Lúc đấy là mình tự nhiên mình mở ra được một cái nút thắt, vì mặc dù trước đấy là mình chỉ biết là đối tượng này là thuê sát thủ Hải Phòng, chứ còn không thể biết được là thuê ai và ai là người thuê. Khi mà đối tượng cũng xưng là quen với Từ Đức Cường thì mình tự nhiên trong lòng mình nó phấn chấn, nghĩ cảm giác mở được một cái nút thắt. Như vậy chuyến xe quay trở về ngỡ chứa đầy tâm trạng tuyệt vọng vì đối tượng đã cao chạy xa bay. Thế nhưng thật không ngờ chặng đường về lại khiến cho chuyến công tác của hai điều tra viên không hoàn toàn vô nghĩa. Thắng, một manh mối mới của vụ án đã xuất hiện. Thế nhưng chưa bắt được Từ Đức Cường, vụ án vẫn đi vào bế tắc. Vậy nên đây được xem là một tài liệu trinh sát quý giá phục vụ cho công tác phá án ở giai đoạn sau. Vừa vào với người nhà đó,
ở tại Đồng Nai thôi. Với vụ án này là lại bắt đầu bế tắc. Chúng tôi tìm ra con người đó nhưng bắt làm sao được? Không thể bắt được. Thằng Cường chưa bắt được, đúng không? Thì chỉ biết rằng đây là con người liên quan trực tiếp đấy rồi. Nhưng nếu mà mình có triệu tập liệt lên làm việc, không có cái chứng gì cả, thối ngay, lại về đắp chiếu để đấy thôi, lẳng lặng đi tìm kiểm tra con người. Đấy. Thế thì quá trình tập trung về xác định đúng tìm được con người đấy, sau này xác minh được con người đấy đến các mối quan hệ, thì nó rất nhiều mối quan hệ. Nhưng mà nhận định đúng là đối tượng này cũng có các cái quan hệ về ổ nhóm đấy, nhưng rất nhiều, nên là cũng chưa định hình được là nếu như đối tượng này có trực tiếp gây án không. Nhưng mà trực tiếp gây án đưa nhận dạng thì lại cái những nhân chứng trên xe khách đấy với Hiếu với Hưởng là hai đối tượng bị bắt thì xác định là không có. Thắng là không phải là một trong bốn đối tượng trực tiếp đi gây án đấy. Đấy. Thế thì lúc đó lại cho phép nhận định là có thể đây là chỉ là bắt cầu thôi, hoặc là đại ca của những thằng khác thôi. Nhưng lại cũng vấn đề đấy. Chưa bắt được Cường thì cũng chưa thể sờ đến Thắng. Nhiều ngày trôi qua, vào thời điểm này ở tỉnh Quảng Ninh xảy ra rất nhiều vụ trọng án. Lực lượng điều tra viên ở đây bắt buộc phải chia ra nhiều mũi công tác để đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau. Vụ án Từ Đức Cường vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công việc của đơn vị. Rà soát kỹ các mối quan hệ thân tình của Từ Đức Cường, một mối quan hệ đặc biệt được lực lượng công an hết sức lưu tâm. Đó là mối quan hệ tình cảm của Cường với một cô gái hiện đang sống trên địa bàn thành phố Hà Long. Cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng Cường đang lẩn trốn ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Tuy nhiên, hắn vẫn thường xuyên liên lạc với cô bạn gái này. Bằng nhiều kênh tác động khác nhau, lực lượng công an đã vận động thành công bạn gái để có thể tiếp xúc với Cường. Cũng thời điểm này ở Việt Nam, bệnh của bố Cường trở nặng. Nhận định đây có thể là một trong những yếu tố có thể tác động đến tâm lý để Cường quay trở về Việt Nam. Đồng chí Phong khi đó nguyên là phó phòng hình sự đã trực tiếp đứng ra thuyết phục. Vận động Cường về đầu thú thì sẽ được nhận chính sách khoan hồng của nhà nước. Và sau một vài lần tiếp xúc thì Cường đồng ý nói chuyện với tôi qua điện thoại. Thì quá trình nói chuyện qua điện thoại thì tôi cũng nói rõ cho Cường biết rằng cái trách nhiệm của bản thân vừa trong vụ án và cũng là tình cảm trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. Lúc đó thì bố Cường cũng đang ốm. Thì tôi cũng vận động Cường là làm đâu thì nhận trách nhiệm của mình đấy. Còn trong vụ án ai ở vai trò nào thì người ta phải chịu cái phần việc của mình. Thế qua những cái vài lần tác động cũng rất là nhiều câu chuyện, nhiều ý nghĩa, rồi những cái nội dung mình đưa ra thì cũng Cường cũng thấy thuyết phục và đồng ý là về Việt Nam để đầu thú. Theo đúng lời hẹn, đồng chí Phong sẽ trực tiếp ra móng cái đón Cường. Đây là giây phút mà toàn thể ban chuyên án đã chờ đợi từ rất lâu. Sau 8 giờ sáng sẽ đến cơ quan công an để làm việc. Thực ra cái đấy là cái mà cũng khó khăn nhất đối với tôi khi quyết định cái việc mà cho Cường về, không cho Cường về. Bởi vì vai trò Cường rất quan trọng, bị can rất quan trọng. Có thể cho chúng ta rất nhiều thông tin về đối tượng thuê cái người và đối tượng trực tiếp thủ ác. Và chỉ có Cường mới có thể cung cấp được cho cơ quan điều tra những cái nội dung như vậy. Thế nếu như mà cho Cường về, không mà Cường trốn, thì chúng ta buộc phải lại phải bị truy nã và vụ án sẽ lại tiếp tục bế tắc. Nhưng nếu không cho đối tượng về thì cũng sẽ nảy sinh tình trạng là đối tượng bất hợp tác. Vì tâm lý không được giải đáp cái vấn đề về thăm bố thì có thể sẽ bất hợp tác. Và bất hợp tác thì sẽ dẫn đến là cũng không cung cấp được cho ta những cái thông tin gì. Thì lúc đó tôi xác định là cũng để đạt mục tiêu của chuyên án thì cũng phải chấp nhận một đánh liều một phen.
đó là đòn cân não của người cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Buổi tối không ngủ của đồng chí Phong. Quyết định của anh có thể đem lại rất nhiều hướng mở cho quá trình điều tra về sau nếu Từ Đức Cường giữ đúng lời, nhưng cũng có thể biến tất cả mọi nỗ lực của ban chuyên án trong nhiều năm trời trở thành con số không nếu Cường phản bội niềm tin của anh. Tuy nhiên, là người điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, anh hiểu rằng ở phần sâu nhất của bất kỳ con người nào cũng có một phần lương thiện bản ngã. Và anh tin rằng sự nhân văn của điều tra viên sẽ đánh thức bản ngã này và luôn mở cho họ một lối về. Tám giờ sáng hôm sau thì tôi nghe điện thoại của Cường. Và Cường lại hẹn gặp tôi đón tại một địa điểm gần thành phố Hạ Long, gần nhà, để đưa về cơ quan làm việc. Theo lời khai của Cường, cuối tháng 10 năm 2008, Cường nhận được lời đề nghị từ Ngô Tiến Long, một chủ xe khách ở Bình Liêu, giúp xử lý một đối thủ cạnh tranh cũng ở Bình Liêu. Long yêu cầu Cường xin một chân của đối thủ. Nhận lời, Cường đặt vấn đề với Trần Quang Hùng là một tay anh chị có máu liều lĩnh đất Hải Phòng và một đối tượng nữa là Lê Đức Thắng cũng ở Hải Phòng. Hùng là đảm nhiệm việc ra tay trực tiếp. Alo? Mày đang đâu đây? Tao có việc cho mày đây. Tao đang cần xử một thằng. Mày tìm người cho tao nhá. Rồi, ok. Ok. Tuy nhiên, Cường chỉ làm việc đến đầu mối là Hùng. Còn ba đối tượng cùng Hùng trực tiếp gây án là ai thì Cường không thể nắm được. Thắng làm nhiệm vụ khảo sát đường, nhận diện xe và người bị xử lý. Đúng như phân tích của cơ quan điều tra, những thông tin về Thắng và Cường khai hoàn toàn trùng khớp với thông tin về đối tượng mà đồng chí Định và Thi đã thu thập được trên chuyến xe khách Hoàng Long từ Sài Gòn về Hải Phòng. Đúng như vậy, lúc này cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để ra lệnh bắt ba đối tượng Ngô Tiến Long, Lê Đức Thắng và Trần Quang Hùng. Alo, Thắng à? Có nhận ra anh không? Anh Thi đây, anh Thi Quảng Linh ấy. Anh đang ở Hải Phòng rồi. Anh em mình ra ngồi giao lưu, ngồi làm cốc bia nhở? Nhà chú ở nhà không? Nhà chú chắc dễ tìm thôi nhở? Được rồi. Được rồi, anh biết rồi. Rồi, anh bắt xô vào nhá. Ok. Với mối quan hệ đã được thiết lập sẵn với Thắng, hai đồng chí Định và Thi dễ dàng tạo tình huống gặp gỡ thân tình với đối tượng mà không mảy may làm hắn nghi ngờ. Một buổi sáng, Định và Thi hẹn gặp Thắng tại nhà Thắng ở Hải Phòng để bàn công việc làm ăn. Bắt đối tượng Thắng thì chúng tôi cũng phải dùng đến biện pháp nghiệp vụ, là đồng chí Định và đồng chí Thi là người trực tiếp vào nhà đối tượng để gặp đối tượng, sau đó là anh em bên ngoài chúng tôi là bố trí là tiếp cận sau đó. Bởi vì khi bắt đối tượng này, thứ nhất là đồng chí Định, đồng chí Thi là người đã biết rõ mặt về đối tượng, nên là ban chuyên án đã chỉ đạo hai đồng chí tiếp cận đối tượng đầu tiên. Khi xác định đối tượng nhà và có trong gia đình có bố mẹ và các con nhỏ và vợ, thì phía tổ chính xác chúng tôi, tổ công tác ấy, là chúng tôi đã thống nhất nhau là không nên bắt tại nhà, nó gây ảnh hưởng đến hoàn gia đình.
Đấy, chúng tôi mời đối tượng di chuyển ra khỏi địa bàn, khỏi nhà, và chúng tôi thông tin cho đối tượng biết rằng đưa trước đối tượng về phường và thông tin đối tượng, thông báo đối tượng biết là đã có lệnh bắt như thế. Nghĩ rằng mình đã bị theo dõi suốt chặng đường từ Sài Gòn về Hải Phòng trên chuyến xe khách giường nằm đó, không có cách nào vòng vo chối tội, Thắng đã phải khai nhận đầy đủ hành vi của mình trong vụ án. Thắng là người được Cường thuê để khảo sát và lựa chọn tuyến đường để nhóm sát thủ hành động. Nhưng bản thân Thắng cũng chỉ biết từ Đức Cường. Như vậy, đối tượng chủ mưu Ngô Tiến Long và đối tượng có vai trò đắc lực là Lê Đức Thắng đã bị bắt. Thế nhưng, một lần nữa chuyên án lại chưa thể khép lại. Bởi đối tượng gây án trực tiếp là Trần Quang Hùng, khi có lệnh bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Như vậy, cả nhóm sát thủ 4 đối tượng vẫn còn là ẩn số đối với ban chuyên án. Thưa quý vị và các bạn, ở tập trước của chương trình Hồ sơ vụ án, với việc bắt được Từ Đức Cường, những thông tin quan trọng, mấu chốt của vụ án đã được hé lộ. Đúng như giả thuyết ban đầu của cơ quan điều tra, đây là một vụ thuê sát thủ để xử lý đối thủ trong làm ăn, mà chủ mưu là đối tượng Ngô Tiến Long. Ngô Tiến Long, Từ Đức Cường và Nguyễn Văn Thắng đều có đủ căn cứ và bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt. Riêng đối tượng Trần Quang Hùng và 3 sát thủ còn lại vẫn đang nằm ngoài vòng kiểm soát của cơ quan điều tra. Chỉ có Hùng mới biết 3 sát thủ còn lại là ai, và trong giai đoạn điều tra tiếp theo, ưu tiên số 1 là phải bắt được Hùng. Ở tập cuối của chương trình Hồ sơ vụ án, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình truy bắt 4 tên sát thủ máu lạnh. Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Quang Hùng, sinh năm 1982, trú tại 26, ngõ 174 Cao Thắng, phường Hà Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, vì mức độ nguy hiểm của hắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Một tay giang hồ cộm cán, Hùng đã sử dụng nhiều mánh khóe để lẩn rất sâu, trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Vụ án tưởng chừng sẽ khép lại bởi sự biến mất không dấu vết của Hùng. 4 năm trôi qua, có lẽ Hùng đã mừng thầm rằng cơ quan điều tra không thể lần ra hắn và các điều tra viên bị cuốn theo nhiều chuyên án mới. Hắn đã có thể thoát khỏi vòng lưới của pháp luật. Tuy nhiên, lệnh truy nã Hùng trên toàn quốc vẫn còn nguyên hiệu lực, và với lực lượng công an toàn ngành, đó vẫn là nhiệm vụ còn đang dang dở. Chừng nào Hùng chưa bị bắt thì chừng đó họ vẫn còn phải theo đuổi nhiệm vụ đến cùng. 4 năm sau thì Trần Quang Hùng mới bị bắt theo lệnh truy nã. Truy nã về tội giết người này, và lúc đó là phòng truy nã công an thành phố Hải Phòng bắt được, bàn giao cho chúng tôi. Đấy. Nhưng mà quá trình đấy thì tôi lúc đấy là đội trưởng trọng án rồi, thì sang trực tiếp bên đó để tiếp nhận. Thì thực ra nói là với đối tượng sang đến nơi mà hỏi thì đối tượng Hùng là không khai nhận gì cả, xác định là đúng con người, đúng hành vi phạm tội, nhưng mà tính cách đại ca là nhận hết, là chỉ Hùng trực tiếp bắn rồi Hùng gây dựng, nhưng mà không mấy 3 đối tượng đi cùng là mới quen, gọi đi chả biết nhà đâu, dứt khoát không khai ra đồng bọn. Sau khi mà tôi tiếp nhận phó chỉ huy đội trọng án và phòng hình sự, thì chúng tôi cũng luôn luôn theo sát cái diễn biến tâm lý của các đối tượng sau khi đã kết thúc xét xử, đặc biệt là đối tượng Trần Quang Hùng, thì bản thân đối tượng này là đầu mối để dẫn đến 3 đối tượng giúp sức tích cực nhất cho Trần Quang Hùng trong việc gây án bắn chết anh Nguyễn Đăng Công trên xe khách. Đối tượng Hùng thì ban đầu là khai báo rất là ngoan cố, và sau đó trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đối tượng đều không nhận tội. Nhưng mà sau khi mà các phiên tòa đều xác định rằng là với chứng cứ tài liệu cơ quan điều tra thu thập được là xác định Trần Quang Hùng là đối tượng thủ ác, đối tượng dùng súng bắn chết trực tiếp anh Công, thì là đã tuyên án tử hình, y án tử hình với Hùng. Vì sao Trần Quang Hùng lại một mực im lặng không khai ra đồng bọn, dù rằng hắn đang phải một mình đối diện
với mức án cao nhất, tử hình. Sau này cơ quan chức năng đã điều tra được ra Hùng có một thỏa thuận ngầm với đồng bọn, đó là nếu hắn giữ im lặng được sự an toàn cho những tên khác thì đồng bọn hắn sẽ lo chạy án cho Hùng và chăm lo cho gia đình hắn bên ngoài. Chính những thỏa thuận ngầm trong giới giang hồ đã đẩy chuyên án dù đã bắt được tên cầm đầu nhưng vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn. Trong thời gian Trần Quang Hùng đợi quyết định xin giảm án của Chủ tịch nước ngày 10 tháng 8 năm 2013, một đối tượng tên là Trần Ngọc Tùng bất ngờ đến cơ quan điều tra Hải Phòng xin đầu thú. Hắn tự khai nhận mình là một trong bốn sát thủ rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 2008. Thậm chí đối tượng này còn nhận tội thay cho Trần Quang Hùng, khẳng định mình chính là kẻ trực tiếp cầm súng sát hại anh Công chứ không phải là Hùng. Ban đầu đối tượng khai báo rất rành rọt mọi vấn đề, về vấn đề là thời án như thế nào, đi lại nào, và nghĩa là tóm lại là rất là phù hợp với nội dung của vụ án. Tuy nhiên là sau trong quá trình những ngày tạm giữ thì để phục vụ cái hoạt động điều tra cho mình của cơ quan điều tra thì bản thân đối tượng Trần Quang Hùng cũng không công nhận rằng là Tùng là đối tượng tham gia trong vụ án này. Đấy. Và đến ngày thứ 9 tạm giữ thì là Tùng cũng quay ra phản cung và nói rằng là cái việc này là do Tùng đọc báo chí rồi xem truyền hình. Đấy, và Tùng sử dụng ma túy đá, Tùng tượng ngộ nhận cái việc là tham gia cùng với Hùng. Đấy, và chứ không phải là Tùng tham gia. Do đó là Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh và cùng cơ quan điều tra cũng thống nhất rằng là không chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can và tạm giam đối với Tùng về hành vi này. Tuy nhiên là xét trên cái góc độ về mặt nghiệp vụ thì lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo cơ quan điều tra của Quảng Ninh vẫn rất quan tâm đến cái việc này và cũng theo sát từng cái diễn biến cử động của đối tượng Trần Ngọc Tùng này, đặc biệt là diễn biến tâm lý sau đó của Hùng trong trại. Cơ quan điều tra nhận định nếu Hùng bị bác đơn xin miễn án tử hình của Chủ tịch nước, nhiều khả năng Hùng sẽ khai ra đồng bọn như một cứu cánh cuối cùng cho bản thân mình. Quả nhiên, tháng 12 năm 2015, Trần Quang Hùng bị Chủ tịch nước bác đơn xin giảm án tử hình. Trong trại giam, hắn đã hiểu ra rằng không ai có thể chạy được án cho hắn. Lời hứa giữa Hùng và đồng bọn lúc này đã trở nên vô nghĩa. Giây phút chuẩn bị đi ra pháp trường, đối diện sự thực với cái chết, Hùng bất ngờ xin được khai ra các đối tượng còn lại. Đến năm là 2015, nghĩa là thi hành án tử hình. Lúc đó thì không biết tình cờ không thì tôi là phó phòng ma túy đi thi hành án tử hình của hội đồng của Hùng. Thì hôm đó là hội đồng thi hành án thì tử hình hai đối tượng, một đối tượng là phạm tội về ma túy tử hình và đối tượng thứ hai là Trần Quang Hùng. Thế khi ra trước cái hội đồng để thi hành án chuẩn bị đưa đi để tiêm thuốc, nên lúc đấy là tiêm thuốc độc rồi, thì đối tượng Hùng là xin khai cho đồng bọn vì là đợi mãi là không, vẫn là tử hình, vẫn là lên hội đồng tử hình xin khai cho đồng bọn, thì mới khai ra ba đối tượng đó là như thế nào. Đấy, đứng cái hội đồng đấy là hoãn cái thi hành tử hình đối với Hùng. Tôi đã suy nghĩ lại về những hành động sai trái của mình, tôi ăn năn và xin sự khoan hồng. Lúc này Hùng đã không còn ngoan cố như rất nhiều lần làm việc trước với điều tra viên. Alo. Mày đang đâu đây? Tao có việc cho mày đây. Tao đang cần xử một thằng. Mày tìm người cho tao nhá. Hắn khai nhận sau khi nhận cuộc gọi của Từ Đức Cường nhờ xử lý người có mâu thuẫn làm ăn với Ngô Tiên Long là anh Nguyễn Đăng Công, Hùng đã móc nối với ba đàn em. Một là người em họ gần nhà Hùng là Phan Trọng Thành, một là bạn của em họ tên Trần Ngọc Tuấn và một người nữa tên là Trần Ngọc Tùng. Để thực hiện kế hoạch này, Hùng đã bàn bạc với Thành, Tuấn, Tùng phân công nhiệm vụ cho từng người. Từ Đức Cường cũng cho Hùng biết là đã sắp xếp một người là Lê Đức Thắng đảm nhận việc khảo sát tất cả những thông tin của các chuyến xe.
một kịch bản chi tiết về thời gian, địa điểm được vạch ra. Và sáng sớm, Hùng, Tuấn, Tùng, Thành sẽ được chở bằng xe máy đến khu vực phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả. Đây là khu vực vắng người, thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch. Bốn tên này sẽ đóng làm khách bắt xe dọc đường để tạo vỏ bọc. Theo dự tính, 4 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 11 năm 2008, Tới Đức Cường đã gọi sẵn 2 xe ôm đến nhà người đón Hùng và đồng bọn tới địa điểm gây án. Sau khi 2 xe ôm rời đi, chúng đứng đợi xe của anh Công. Chỉ chờ xe dừng lại là cả 4 tên đã lên xe và thực hiện hành vi tội ác. Một chi tiết đáng lưu ý, Hùng khẳng định đối tượng cuối cùng tham gia chuyên án chính là Trần Ngọc Tùng, kẻ đã đứng ra đầu thú vào năm 2013, nhưng lại phản cung và tự nhận mình bị ảo giác và cơ quan chức năng đã buộc phải thả về. Liệu lời khai của Trần Quang Hùng có đáng tin cậy hay không? Bởi trước đó trong rất nhiều lần làm việc với điều tra viên, hắn đã từng đưa ra nhiều cái tên khác nhau nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Lúc này không còn phương án nào khả thi hơn, các trinh sát lại có nhiệm vụ mới là phải xác minh những cái tên vừa được hé lộ qua lời khai của Hùng. Bản thân tôi cũng được lãnh đạo phòng trực tiếp giao cái nhiệm vụ đi để kiểm tra xác minh đối với các đối tượng mà Hùng khai báo. Vì Hùng, bản thân Hùng trước đây cũng khai báo nhiều lần các đối tượng khác nhưng không chính xác. Đấy, khi mà mình cơ quan điều tra cùng với tôi cùng với viện kiểm sát sang làm việc cùng công an Hải Phòng, phối hợp công an Hải Phòng để tổ chức xác minh hai đối tượng mà Hùng khai thêm ấy, một là em họ, hai là đối tượng gần nhà. Đấy, một em họ thì là Trần Ngọc, thằng em Phan Trọng Thành. Đấy, hai là thằng Trần Ngọc Tuấn. Đấy, thì là có một điều chi tiết đặc biệt là khi mà xác minh đối tượng này thì hai đối tượng này lại vừa bị công an Hải Phòng bắt về cái tội hành vi cướp giật. Đấy, một đối tượng thì vừa ra trại, còn một đối tượng thì cũng sắp hết hạn tù ở trại Xuân Nguyên. Và anh em tôi cũng đã chủ động báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và ban chuyên ở nhà là để đồng ý cho cái phương án chúng tôi sẽ tiến hành bí mật để tiến hành triệu tập đối với đối tượng Trần Hồng Tuấn. Đấy, thì sau khi mà xác định đối tượng Tuấn đã triệu tập làm việc thì qua trên quá trình đấu tranh khai thác thì trong vòng hơn một ngày thì đối tượng Tuấn cũng đã thừa nhận cái hành vi của mình, và từ đó là điều tra viên cũng như kiểm sát viên chúng tôi báo cáo lãnh đạo các đơn vị hai cấp là có căn cứ cho rằng là cái lời khai của Hùng là có thật. Đấy, các đồng chí lãnh đạo đã đồng tình về cái việc là tiếp tục đấu tranh đối với Tuấn và khẩn trương tiến hành làm việc đối với đối tượng Phan Trọng Thành đang là cải tạo trong trại Xuân Nguyên. Như vậy, lời khai của Hùng đã khớp với những gì mà đối tượng Phan Trọng Thành khai. Điều này cũng dần phù hợp với những kết quả mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong suốt 10 năm đấu tranh chuyên án, làm việc với hàng chục đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra ngay lập tức đã ra lệnh khởi tố 3 đối tượng cuối cùng trong chuyên án này là Phan Trọng Thành, Trần Ngọc Tuấn và Trần Ngọc Tùng. Lúc này, một vấn đề xuất hiện là Trần Ngọc Tùng đã trốn khỏi nơi cư trú. Đối tượng Trần Ngọc Tùng là đã sau khi mà cơ quan điều tra trong 13 là cơ quan điều tra không khởi tố bị can ra đối với đối tượng này mà cho ra thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Và đến giai đoạn này thì cơ quan điều tra phục hồi điều tra và đã xử lý tạm giam đối với Thành và Tuấn. Thì quá trình đã kết thúc điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Tùng, Trần Ngọc Tùng. Và đến giai đoạn này thì lãnh đạo công an tỉnh cũng như là lãnh đạo phòng hình sự muốn chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm để hoàn thành cái vụ án này, vì vụ án này kéo dài gần 10 năm rồi. Nên là chúng tôi đã thành lập một cái chuyên án để truy xét đối tượng Trần Ngọc Tùng. Sau khi có đầy đủ căn cứ để khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với đối tượng Tùng về tội giết người, thì bản thân tôi được lãnh đạo phòng và ban chỉ đội tin tưởng mà giao cho nhiệm vụ tham gia xác minh truy bắt đối tượng. Thì quá trình trực tiếp tham gia xác minh thì tôi cùng một đồng chí nữa ở trong đội, đồng chí Hoành,
qua giám sát xác minh khi tiếp cận với gia đình vận động đầu thú thì ban đầu đối tượng cũng có bán thông tin về với gia đình là hứa hẹn sẽ ra đầu thú. Vì nhưng tuy nhiên đối tượng hứa hẹn là sau khi mà con lớn, vì đối tượng có con nhỏ, hứa hẹn là sau khi có con lớn thì đối tượng sẽ ra đầu thú. Sau khi báo cáo với lãnh đạo về nội dung như tên ông trên thì do cái vụ án này đã kéo dài từ rất lâu nên lãnh đạo và ban chỉ đạo cũng chỉ đạo là quyết liệt là phải bắt giữ đối tượng ngay để kết thúc vụ án, để tránh vụ án kéo dài. Cơ quan điều tra xác định Tùng đã vào Nam, một tổ trinh sát được phân công nhiệm vụ ngay lập tức lên đường truy tìm tung tích của đối tượng. Các trinh sát đã phải lần theo những mối quan hệ của Tùng ở nhiều tỉnh miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đây là một đối tượng khôn ngoan có di biến động phức tạp, không bao giờ cố định nơi nào quá lâu. Hắn có trí nhớ tốt và khả năng nhận diện của các trinh sát. Tôi phải kiên quyết bám sát các mối quan hệ của đối tượng trong đấy rất phức tạp. Bám sát theo dõi các mối quan hệ của đối tượng thì kết quả xác định nhiều khả năng sau 10 ngày thì xác định nhiều khả năng đối tượng thời điểm đó đang làm bảo kê cho một quán hát tại thị xã Di An, ở Bình Dương. Sau khi xác định được cái vị trí đến ngày thứ 10 ấy, là gần như ngày 10 là sau khi xác định chính xác được khả năng đối tượng cao làm là trong cái quán hát tại Bình Dương đấy thì ban đầu lúc đó thời điểm đấy là khi xác định được nhận thông tin là lúc đấy là buổi chiều thì lúc đó thì tổ công tác thì lúc đó là rất nóng lòng muốn bắt ngay nhưng mà vì đặc thù là cái quán hát thì hoạt động vào ban đêm nên mà chưa hoạt động thì không chưa dám vào bắt ngay nhưng rất sốt ruột là chỉ sợ là xuất hiện đấy đối tượng mà phát hiện sẽ bỏ chạy mất thì sẽ không bắt được. Sau khi xác định chính xác nơi làm việc của Tùng tại một quán karaoke ở Bình Dương, tổ trinh sát đã lên kế hoạch bắt Tùng. Để tránh sự nghi ngờ, họ hóa trang thành nhóm khách đến quán đặt phòng hát. Như kế hoạch đề ra thì tổ công tác kêu chiếc xe đóng làm taxi chở vào. Ông giả một quán hát là khi vào phát hiện đối tượng đứng ngay cửa thì anh em là thấy là áp sát và bắt giữ đối tượng ngay. Đối tượng sau khi bắt giữ thì biết mình bắt nó rất chấp hành và quá trình nói trong cái đầu thì thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Những lời khai của tên tội phạm cuối cùng đã thêm một lần nữa củng cố chắc chắn quá trình phạm tội của nhóm sát thủ cũng như những đối tượng có liên quan. Tùng đúng là một trong bốn kẻ đã trực tiếp lên xe khách sát hại anh Công đúng như lời thú tội cách đây 3 năm của hắn. Chính sự ngoan cố lật lọng của hắn trước đây đã khiến chuyên án kéo dài gần 10 năm và lực lượng điều tra đã phải mất rất nhiều công sức để kéo dài vụ án. Anh em đã bắt được Tùng ở huyện Di An của tỉnh Bình Dương. Kết thúc quá trình đấu tranh chuyên án dài gần 10 năm của công an tỉnh Quảng Ninh. Và chuyên án này cũng thể hiện cái sự quyết tâm rất cao của lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cũng như là của tập thể anh em cán bộ sĩ của phòng hình sự trong cái việc đấu tranh trấn áp tới cùng và không để bỏ lọt tội phạm của vụ án này. Lần lượt những đối tượng có liên quan đến chuyên án đã phải tra tay vào còng và lĩnh những bản án thích đáng với tội ác do chúng gây ra. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Trần Quang Hùng tử hình, Ngô Tiên Long lĩnh án trung thân, Phan Trọng Thành lĩnh án trung thân, Trần Ngọc Tuấn lĩnh án trung thân, Từ Đức Cường 20 năm tù giam, Trần Ngọc Tùng 20 năm tù giam, Lê Đức Thắng 11 năm tù giam, Trần Quốc Hưởng 12 năm tù giam, Nguyễn Trung Hiếu 9 năm tù giam. Một vụ án cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội đã kéo theo biết bao hệ lụy. Hàng chục bản án được tuyên. Có những kẻ đã bị cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội bởi bản án cao nhất.
có những kẻ phải đánh đổi cả quãng đời thanh xuân tuổi trẻ bằng cuộc sống sau song sắt nhà tù bởi sai lầm và tội ác. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh với quá trình 10 năm điều tra chuyên án, những thế hệ điều tra viên tiếp nối đã kiên trì bền bỉ, truyền lửa cho nhau để đưa ra những tên tội phạm cuối cùng tra tay vào còng. Lòng yêu nghề, ý chí quyết tâm trấn áp không bỏ lọt tội phạm đã thôi thúc họ vượt qua mọi thử thách gian nan để tiếp cận và truy bắt đến cùng các đối tượng xảo quyệt nguy hiểm nhất. Chiến công gắn liền với chuyên án Từ Đức Cường và đồng bọn giết người trên xe khách đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử đấu tranh vì an ninh tổ quốc, bình yên của nhân dân của Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 23 tháng 10 năm 2019 là ngày ekip thực hiện chương trình bắt đầu bấm máy những cảnh quay cho loạt bài Đại án Canh Thân. Người đầu tiên mà chúng tôi tìm gặp chính là ông Lê Quý Cát, người vừa là nạn nhân, cũng chính là nhân chứng của vụ án xảy ra vào mùa lũ năm 1980 tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thật trùng hợp, đây cũng là ngày giỗ của vợ ông, bà Đỗ Thị Lần, nạn nhân đã chết trong vụ án. Chính là ngày mà 39 năm về trước đã xảy ra vụ thảm án đối với gia đình ông Cát. Ông là người may mắn còn sống. Câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu qua những lời kể về ký ức kinh hoàng với tiếng súng trên cây cầu gáo. Cái đêm ngày 25 tháng 9 năm 80 đó, là bắt đầu là bão, gió bão hùng lắm. Lúc 5 giờ tối, 5 giờ chiều đã đang tối rồi. Những dòng ký ức từ cụ ông đã 85 tuổi được tiếp nối qua lời kể của người cháu ruột, Thượng tá Lê Thanh Hùng, khi đó là cán bộ công an tỉnh Quảng Ngãi. Khi đó cậu mới chỉ là thanh niên 18 đôi mươi. Cũng như rất nhiều thành viên trong dòng họ, ông Hùng vẫn nhớ rất rõ sự việc đã xảy ra với gia đình người chú của mình. Năm đó là cái ngày đó, hôm đó là ngày 25 tháng 9 năm 1980 đó, 59 là âm lịch, năm 80 thì trời hôm đó là nó mưa, bắt đầu nó mưa từ ngày 22, 23, 24, 25. Hồi thời tiết năm đó là nó mưa dầm mà. Thời tiết lúc đó thì có một cái đối tượng nam giới thì nó đến nhà của chú khoảng cửa 15 giờ. Đấy. Thì nó mặc áo mưa nó vào. Nó vào nó mới giới thiệu tôi là làm ở nông trường 24 tháng 3, công nhân nông trường 24 tháng 3. Ngày 6 tháng 11 năm 1980, năm Canh Thân. Đây là thời điểm nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đang phải hứng chịu những trận lụt lớn. Nhiều nơi bị cô lập chia cắt, nhiều gia đình đều đã đi lánh nạn, chỉ còn vợ chồng ông Lê Quý Cát cố bám trụ chờ nước rút. Giữa lúc trời mưa bão, có một thanh niên lạ mặt tìm đến hỏi vợ chồng ông có muốn mua gạo hay không. Biết bà thím, thím ruột của tôi là mua bán gạo, muốn gạo là dạng mua đi bán lại. Thì nó đến,
thì nó đặt vấn đề nếu mà gạo kéo xuống là bán cho bà Thím á, thì chú Thím nó cũng nghe thế là cũng tương vậy thôi. Thì nó ở miết từ 3 giờ chiều nó ngồi mà trời nó mưa dầm, mà cỡ 4 rưỡi hôm đó trời đó là trời nó tối rồi. Cháu là công nhân của nông trường 24 tháng 3 cháu công ty là muốn giải thể rồi, cháu có ít gạo là muốn bán, thế gia đình bác có mua ăn. Gạo ở trên đó, gạo ở trong kho thì thường là nó dễ bị hư đồ, rồi chú xem thử coi như gạo đó với so lại gạo ra như thế nào, chú xem qua thử ra làm sao. Đúng rồi, gạo mà phải tốt. Cái gạo trong kho nó dễ hay bị hư đó. Sáng mà xem thử chứ giờ này trời đang mưa lớn quá rồi, giờ là ra ướt áo là chắc cái chỗ nào chứ được nghe. Giờ này trời tới là làm sao mà đến đó mà chuyển gạo cũng được. Điểm mai được không chú? Giờ xe xuống tới đây rồi, hai bác cứ mua là đưa vô để tạm trong nhà. Thôi bây giờ để ra xem gạo đó để thỏa thuận giá sao. Để chú dẫn tôi ra xem gạo để thỏa thuận giá sao. Bác là cháu xin gạo. Đi bà, qua đem uống mưa đi vô chứ. Tôi nhìn rõ nhưng mà tôi không biết nó ở gần đây nhưng mà tôi không có quen, không có biết. Tôi không biết nó cho nó biết tôi. Bởi vì nó mưa dầm liên tục từ đã tối rồi. Thì chú Thím thì nấu cơm và mời nó ăn. Thế là nó không ăn, nó ra hè nó ngồi. Đó. Nó ngồi, nó thỉnh thoảng nó ra ngoài đường, nó ngó lên. Đó. Đó. Nó dựng cái việc mua bán gạo, nó ngó thử cái bạn bè anh em nó kéo gạo xuống dưa. Thì nó thấp tha thấp thủng cứ ra vào chú Thím ăn cơm. Thế là khoảng cỡ hơn 6 giờ đó, bắt đầu nó bỏ. Nó ra khỏi nhà và đi lên. Đi lên một lần đầu tiên thì nó trở lên xuống. Nó bảo chắc trời mưa rồi mát em kéo gạo xuống chưa được. Không có lần chính tính gì hết. Bởi vì là mình có làm gì đâu có. Thì vợ tôi thì buôn gạo buôn gạo thôi. Còn tôi thì làm công tác về hưu rồi. Thành ra không có coi như bình thường. Thưa quý vị và các bạn, sau giây phút ông Lê Quý Cát và người thanh niên tự xưng là công nhân nông trường 24 tháng 3 đi ra khỏi nhà thì một thảm án đã xảy ra. Vụ thảm án này đã được nhắc đến trong lịch sử công an tỉnh Quảng Ngãi với cái tên gọi Đại án Canh Thân. Ở thời điểm cách đây 39 năm với điều kiện thời tiết mưa bão, địa hình bị cô lập chia cắt thì quá trình điều tra vụ án càng trở nên vô cùng khó khăn phức tạp. Chương trình Hồ sơ vụ án sẽ đưa quý vị và các bạn lật dở lại những trang hồ sơ về vụ thảm án này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau buổi gặp gỡ của vợ chồng ông Cát và người thanh niên lạ mặt. Không chút mảy may nghi ngờ, ông Cát đi theo gã thanh niên theo hướng Tây Cầu Gáo, cách nhà cỡ khoảng 500 mét. Lúc này khoảng 6 giờ chiều, nhưng trời đã tối sầm. Tôi lên trước, tôi lên tôi dồn, tôi không thấy xe, không thấy cổ, hỏi tới cổ đời chú. Thì nó chỉ nó nè cái cổ kia chú à. Nó đi trước, ổng đi sau. Đấy. Thì gần đến cầu thứ hai thì ổng ngó nữa thì ổng không thấy cụ gạo đâu hết, mà không thấy người đâu hết. Thì ổng có một cái linh cảm là nó việc bắt, nó bắt bình thường. Súng nó đã có sáng rồi. Súng nó lên đoạn sáng rồi. Thì ấy là bắt đầu là nó hỏi tôi mấy câu, tôi nó trả lời tôi nói là tôi bán mua gạo, tôi không có mua. Vậy cái là nó rút súng đứng bên cạnh, rút súng bắn, nó bắn vào phát. Mình có cái linh tính đây trong Mỹ mà, nước lụt, ngập hết toàn thì tròn tới dưới này này. Cho nên tôi phán, tôi nhanh là nó hỏa cái là tôi phán xuống nước. Mà, thì tôi thèm nó bắn vào phát nữa mà bắn không trúng. Tôi nhảy xuống nước, thì tôi bơi, trời lúc đó là gần 6 giờ rồi. 6 giờ tối cho nó không, tôi thấy nó. Nhưng nó không thấy tôi được, bởi vì là nó trên dùm xuống thì không thấy, mà tôi dưới tôi dùm lên thì tôi thấy nó, thì nó theo tôi, nó theo tới cầu dưới. Tiếng súng chát chúa vang lên khiến bà Lần đang sốt ruột đợi chồng ở nhà hoảng hốt. Bà lập tức lao ra ngoài đi tìm.
nhưng số phận của bà cũng bị tên sát nhân máu lạnh và tàn nhẫn kết thúc bằng một phát đạn tàn nhẫn vào giữa thái dương. Thời điểm đó, vụ trọng án xảy ra huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Thời đó đã gây chấn động. Một tên sát nhân sẵn sàng nổ súng sát hại cả gia đình, trở thành đối tượng truy tìm số 1. Hôm đó là trời mưa lụt, nước lụt là khắp nơi, là gần như đi qua lại rất khó. Khi có tin thì điện thì tỉnh biết tin rồi, nhưng mà điện thoại dây thôi, chứ không, hồi đó chưa có di động như bây giờ. Nhưng mà tỉnh không ra được tại vì đường quốc lộ 1 nó cắt. Hôm đó là tôi với đồng chú Võ Minh Châu, trưởng huyện, là đang ở công việc. Thế nhận thông tin thì tôi chú Châu là xách xe chạy nha. Hồi đó đi, chú Châu đi xe máy, tôi đi xe máy. Trời mưa, ghê lắm. Lên tới nơi thì vào nhà thì thấy bà vợ anh khóc là tịch. Còn có cái tiền không ra. Thì không biết thế nào thì sau đó thì huy động lực lượng của công an huyện. Từ công an huyện lên đó thì khoảng 3 số thôi. Chưa tới 3 số. Cho nên huy động lực lượng công an huyện lên khá đông. Đường lên nhà ông Cát là nước băng qua hết. Kể cả cái cầu phía trên nhà ông Cát như vậy là nó cũng đến mố mà, tức là cái suối đó nước lên tới chuẩn bị là phá cầu, cho nên là việc lên đi cái lên cái đường đó cũng rất khó, cho nên cánh đồng đó là nước không thôi. Thì anh em lên nhưng khi đó là trời tối hơn rồi, tổ chức bảo vệ đường là chính, nghe thông tin, ghi lời khai của những người xung quanh, vì những cái mình cố định những cái thông tin cần thiết khi vụ án xảy ra. Thì tuy thời gian rất ngắn, cấp tốc, nhưng mà anh em đã làm được nhiều việc. Đặc biệt là cái nắm thông tin sẽ xảy ra ban đầu là anh em nắm di biến động nó rất tốt, từ tiếng động cho tới tiếng la rồi nè nọ nè. Trong những năm 1979 đến năm 1980, tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn Nghĩa Bình nói chung và Nghĩa Bình, tức là Quảng Ngãi nói riêng, về cơ bản vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Bè lũ phản động của chế độ cũ còn nhăm nhe hình thành các tổ chức hòng phá hoại đất nước ta. Mặt khác, công tác quản lý tình hình an ninh chính trị và an ninh xã hội còn bất cập, nhiều kẽ hở để kẻ thù có thể lợi dụng. Do vậy, ban chuyên án đã họp và xác định vụ việc xảy ra phải được mở rộng, nhận định để tiến hành điều tra. Bốn hướng nhận định đã được đưa về nguyên nhân của vụ án. Một là có khả năng đây là vụ án mang tính chính trị. Vợ chồng ông Cát có thể bị những phần tử phản động trong chế độ cũ thủ tiêu vì ông Cát vốn là phó giám đốc ngân hàng tỉnh Nghĩa Bình. Sau đó được chuyển về giữ chức vụ giám đốc ngân hàng huyện Đức Phổ. Đây là một trong những vị trí trọng yếu của địa phương vào thời điểm đó. Hai là vụ án có thể liên quan đến vấn đề nội bộ của ngân hàng. Vì ông giữ chức vụ cao nên nhiều khả năng bị đồng nghiệp ghen ghét đố kỵ. Ba là ban chuyên án cũng không loại trừ khả năng đây là vụ án tự thủ tiêu do chính ông Cát gây ra. 4. Được xác định đây là vụ án hình sự với mục đích giết người để cướp tài sản. Mỗi một nhận định được đưa ra đều được ban chuyên án xác minh hết sức cẩn trọng. Ở hai nhận định đầu tiên, điều tra những hoạt động của ngân hàng Đức Phổ cũng như rà soát toàn bộ cán bộ của ngân hàng được thấy hoạt động tại đây rất minh bạch, nội bộ rất đoàn kết và không có vấn đề gì phức tạp. Rõ ràng đây không phải là nguyên nhân có thể dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng như vậy. Cơ quan ngân hàng hồi đó thì không có vấn đề gì, cho nó ghê gớm, nội bộ của họ cũng rất tốt, mà họ cũng rất thương yêu. Khi vụ việc xảy ra thì cái chị em ngân hàng hồi đó mình cũng yêu cầu lên là sau khi mình khám nghiệm được hết xong là ông Lê cũng ở đó, và chị em người ta cũng lên rất là nhiệt tình. Nói chung là trong nội bộ họ là không có vấn đề cả, lãnh đạo các anh phó của các này cũng là rất tốt, ủng hộ mình các hoạt động điều tra. Có nhiều vấn đề dư luận cho nên là đưa
đến cái vấn đề nhận định về tính chất của vụ án hết sức phức tạp. Nhưng mà sao? Do sự tích cực, nỗ lực, sự điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo cũng như là của tỉnh, của huyện, cho nên là chúng ta đã lập dàn ra. Thì qua như vậy là chính trị thì phải nói rõ rằng sau khi ta xác minh ta loại được rồi. Thứ hai là về vấn đề như vậy là mâu thuẫn thì ta cũng loại được. Tiếp tục xác minh về nội bộ gia đình cơ quan điều tra được biết, Dũng Cát có tới 21 năm xa cách vợ do đi tập kết ra Bắc. Gia đình chia cách lâu ngày, nhưng khi sum họp, vợ chồng lại rất yêu thương nhau. Không thể có chuyện ông tự gây ra cái chết cho vợ để tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân mình. Về vấn đề tự gây ra thì thấy rằng sau khi ông Cát về với sống bà Lằng lại phải nói rõ rằng ai thấy cũng thấy đấy là một hình mẫu hạnh phúc của gia đình, cho nên là tình yêu thương rất là quý. Và bên cạnh là ông Cát, cái bản chất ông Cát là rất là thật thà, rất là tốt, cho nên là cái hình thành đó. Và sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm cái vết thương của ông Cát, cho ta nhận định rằng cái chuyện điều kiện để ông Cát tự gây ra là không có. Bởi vì như vậy là từ bắn từ trúng từ cái gót mà lên xuyên lên cái bắp vế này này, thì như vậy là phải đưa khẩu súng như vậy là giang ra mà đưa vô, như vậy là phần cũng phải gần ngay cái bàn chân đó mà bắn, thì như vậy là phải có những dấu hiệu về vấn đề hiện trường để lại. Nhưng mà cái này hoàn toàn không có, ví dụ thuốc súng này nọ không có, khó không có, không có vậy. Cho nên đây là những và kết hợp với nhiều yếu tố khác, ta nhận định là việc ông Cát tự gây ra hoàn toàn có. Như vậy, sau khi loại trừ tất cả những nhận định không đủ cơ sở, thì chỉ còn lại một hướng điều tra có khả năng cao nhất. Đây là vụ án hình sự, đối tượng giết người với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi xác minh, thì tài sản của gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Để bảo vệ nhận định này, cơ quan điều tra đã đi sâu vào hiện trường ngôi nhà của vợ chồng ông Cát vào đêm xảy ra vụ án để thu thập thêm dấu vết mà có thể hung thủ đã để lại. Quả nhiên là như vậy. Tại vị trí khóa cửa, dù khóa chưa bị mở nhưng có rất nhiều vết gạch đập, có thể đối tượng đã tìm cách để phá khóa nhưng bất thành. Khám nghiệm hiện trường thì cửa khui khóa, nhưng mà tại cái cửa là có đôi dép. Kiểm tra đôi dép, xác minh toàn bộ đôi dép đây là của thủ phạm bỏ lại. Như vậy, thủ phạm là định cướp, nhưng mà cuối cùng không thực hiện được mục đích. Cho nên, ban chuyên án là đi sâu vào vấn đề cướp, giết cướp. Cho nên là tiến hành điều tra theo chiều hướng đó. Như vậy, sau khi loại trừ 3 nhận định đầu tiên, kết hợp với những dấu vết tìm được tại hiện trường, ban chuyên án đã xác định hướng điều tra được tập trung. Đây chính là một án hình sự. Tuy nhiên, ai là kẻ dám gây ra một vụ án táo tợn như vậy? Chỉ có một thủ phạm hay còn có ai giúp sức? Ban chuyên án sẽ phải bắt đầu từ đâu khi mà những dấu vết ở hiện trường đã bị mưa lũ cuốn trôi? May mắn thoát khỏi họng súng tử thần của tên sát nhân, sau khi chầm mình xuống dòng nước để chờ kẻ giết người bỏ đi, ông Cát cố gắng bò vào nhà một người dân gần đó và được đưa đi cấp cứu. Xác định ông Cát không chỉ là nạn nhân mà còn là nhân chứng duy nhất có thể cung cấp những thông tin liên quan đến hung thủ. Cơ quan điều tra đã tiến hành bảo vệ ông cẩn thận tại bệnh viện. 3 viên đạn được nhả ra khỏi họng súng thì trúng 2. Một viên đã phá nát 2 ngón tay, một viên trúng chân của ông. Vết thương hiểm hóc xuyên từ gót chân lên đến tận đùi khiến ông mê man nhiều ngày trong viện. Không có kịp lên cái kế hoạch, cái chương trình gì cả. Mà trinh sát tự lên kế hoạch, tự ấy hỏi, cho nên mình phải hỏi nhiều lần. Chứ lại phụ thuộc sức khỏe của ông Cát nữa. Sức khỏe của ông có đủ điều kiện không? Tới khi nào ông còn đủ minh mẫn trả lời được thì mình mới hỏi. Chứ còn trả lời không được là mình không ép. Đấy, mà hỏi là ngắn gọn. Để nhất là đạt điểm nhân dạng là mình hỏi rất ngắn gọn. Yêu cầu mình
là nằm rõ những đối tượng thôi. Nhưng nó có khó là thế này, cái thời điểm đó là như tôi nói ban đầu, tức là khoảng 5 giờ tối nhưng mà trời mưa lụt cho nên là nó tối, cho nên ông tả cái nhân dạng con người cái chung thôi, tiếng nói thì nói được nhưng cái khuôn mặt này nó cái cụ thể thì không nói được, quần áo thì nói được. Đấy, thì cái đó là cái khó cho mình, nhưng dù sao cho nữa bằng các thông tin khác thì mình cũng nhận được cái hình dáng của cái đối tượng nó như thế nào. Khi qua cơn nguy kịch, ông Cát có cung cấp cho cơ quan điều tra một số thông tin về đối tượng. Do ông đã có một buổi chiều tiếp xúc nên có thể nhận diện được hắn. Đây là lần đầu tiên ông gặp hắn chứ không có mối quan hệ quen biết gì. Tuy nhiên qua giọng nói, ông cho rằng đối tượng có thể là người địa phương. Hắn có dáng vẻ thư sinh, không phải là người lao động tay chân. Ngoài ra ông không biết thêm bất kỳ thông tin nào khác. Đối tượng này theo nhận định là phải là người phải quen biết hoặc là hiểu được cái hoàn cảnh của cái gia đình đó và cái địa bàn ở đó thì nó mới tiến hành được. Vì thế cho nên là sau khi mà cái hướng điều tra của cái cơ của cái ban chuyên án đấy nói rõ cho cái bộ phận lúc đó người ta gọi là án mờ, tức là chưa có đối tượng thì gọi là án mờ, thì bộ phận đó bắt đầu cùng với huyện nghiên cứu và sàng lọc đối tượng. Với những thông tin mơ hồ được chấp nối, ban chuyên án xác định kẻ gây án có thể là người địa phương, không phải là người lao động chân tay, mà có thể là một người trí thức như học sinh, sinh viên, cán bộ hoặc công nhân. Đây là những căn cứ để cơ quan điều tra tiến hành bước rà soát đầu tiên. Một kế hoạch rà soát quy mô lớn đối với các đối tượng ưu tiên là các thanh niên dọc tuyến từ nông trường 24 tháng 3 qua xã Phổ Nhơn, Phổ Ninh, thị trấn Đức Phổ. Các đối tượng đang làm việc tại 24 tháng 3 ở các xã, các đối tượng vắng mặt tại địa phương mà lâu nay biết bàn lần với ông Cát. Thời điểm xảy ra vụ án là đêm mưa bão nên hàng trăm đối tượng được rà soát, phần lớn đều có những bằng chứng ngoại phạm thuyết phục, như là cùng gia đình người thân đi tránh bão hoặc đang trong ca làm việc. Duy chỉ nổi lên hai đối tượng bất minh về mặt thời gian. Khi cơ quan điều tra tiến hành rà soát thì hai đối tượng này đã không có mặt tại địa phương. Sự biến mất này là vô tình hay được nằm trong một sự tính toán nào đó để che giấu hành tung nhằm qua mắt cơ quan điều tra. Nhiệm vụ của cơ quan điều tra lúc này sẽ phải làm rõ thông tin về hai đối tượng nghi vấn này. Thưa quý vị và các bạn, một gia đình bị tấn công bởi súng K54 khiến người vợ thiệt mạng, người chồng bị thương nặng và đã trở thành đại án năm canh thân đối với công an tỉnh Quảng Ngãi. Tất cả các lực lượng chức năng của ban chuyên án được chỉ đạo tập trung rà soát trên quy mô lớn với hàng trăm đối tượng nằm trong diện nghi vấn. Cuộc rà soát này sẽ mang lại kết quả gì cho quá trình điều tra vốn đang gặp rất nhiều khó khăn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 2 của chương trình Hồ sơ vụ án tuần này. Một kế hoạch rà soát quy mô lớn đối với các đối tượng mà ưu tiên là các thanh niên dọc tuyến từ nông trường 24 tháng 3 qua xã Phổ Yên, Phổ Ninh, thị trấn Đức Phổ. Các đối tượng đang làm việc tại nông trường 24 tháng 3 các xã, các đối tượng vắng mặt tại địa phương mà lâu nay biết bàn lần với ông Cát. Trên cơ sở nhận định như thế thì bắt đầu tổ chức đi điều tra, đặc biệt là xác minh tới đâu là tóm tắt tới đó, là báo cáo về có đánh giá hạng hoài. À, cho nên cái tập hợp lại mình loại bớt những cái thông tin rác, những cái thông tin mà ngoại phạm là anh em nó loại từ cái cấp mà cấp dưới rồi, cho nên lên ban chuyên án là những cái thông tin cần đi ngay, cho nên cái thời gian có điều kiện để mà ban chuyên án là người ta đi xong. Thời điểm xảy ra vụ án là đêm mưa bão nên hàng trăm đối tượng được rà soát, phần lớn đều có những bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Có những đối tượng cùng gia đình người thân đi tránh bão, có những đối tượng đang trong ca làm việc, có những đối tượng không xuất hiện ở gần địa điểm xảy ra vụ án. Tất cả những bằng chứng ngoại phạm đều được các điều tra viên trinh sát viên xác minh rõ ràng, chắc chắn để đảm bảo những người này thực sự không có liên quan tới vụ án. Tuy chỉ trong số những người được rà soát,
kiểm tra nổi lên hai đối tượng bất minh về mặt thời gian. Khi cơ quan điều tra tiến hành rà soát thì hai đối tượng này đã không có mặt tại địa phương. Sự biến mất này là vô tình hay được nằm trong một sự tính toán nào đó để che giấu hành tung nhằm qua mắt cơ quan điều tra. Nhiệm vụ của cơ quan điều tra lúc này sẽ phải làm rõ thông tin về hai đối tượng nghi vấn này. Đối với đối tượng Long, sau khi đưa Long vào diện nghi vấn, kết hợp với lời khai của ông Lê Quý Cát về nhân dạng, giọng nói, cơ quan điều tra nhận thấy Long và tên sát thủ có nhiều nét tương đồng, cần phải đưa gấp về cơ quan điều tra để tiến hành xác minh cụ thể. Tuy nhiên, lời khai của Long thể hiện việc anh ta không có mặt ở Đức Phổ vào ngày xảy ra vụ án. Thì tên Lam là có một cái người chú là quân đội, hồi đó là chú là quân đội đóng quân ở Đà Nẵng. Mà sau khi sự việc đó thì Lam lại không có địa phương. Cho nên sau đó mấy ngày thì chú Võ Minh Châu, ông phát hiện có cái nguồn tin đó, cho nên ông trực tiếp ông đi này. 3 giờ chiều, 4 giờ chiều đó chưa có ô tô đâu, mà ông với một cậu cảnh sát giao thông chạy cái chiếc xe xích được ca đấy. Các em có biết cái xích được ca mà cho ba bánh hồng đi xua cũ mà chạy từ Đức Phổ mà chạy ra Đà Nẵng. 4 giờ chiều ông chạy ra Đà Nẵng, ông ở đây để ông gặp được người chú, bởi vì ông trước đây là ông đóng quân ở Đà Nẵng cho ông qua. Thế là ông ra ông gặp được người chú và ông xác minh, ông tìm được cho người tên Lam. Thì sau khi lại được tên Lam là bởi vì Lam đi ra Đà Nẵng là trước khi là sự vụ án xảy ra. Khi trinh sát tiến hành xác minh thì quả nhiên rất nhiều người được chứng kiến sự có mặt của Long ở nhà ông chú. Long đã ở đó để giúp người chú một số việc gia đình. Long đã ở nhà chú trong vài ngày, trong đó có ngày 6 tháng 11, sau đó mới trở về quê. Như vậy Long có đủ căn cứ để khẳng định Long không phải là kẻ sát thủ trong vụ án của gia đình ông Cát. Diện nghi vấn đã được khép chặt. Chỉ cần một đối tượng duy nhất nằm trong diện tình nghi là Trần Huệ. Ban chuyên án họp và nhận định lúc này mọi hướng điều tra sẽ tập trung vào Trần Thị Huệ, sinh năm 1956, trú ở thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Nghĩa Bình. Nhà Huệ ở cách nơi ở của gia đình ông Cát khoảng 3 cây số. Hiện đang là sinh viên trường công nhân kỹ thuật cơ điện Quy Nhơn. Là một cái đối tượng xuất phát từ trong một gia đình, cha nó là đi bên kia, tức là cha của nó là đi cho địch đó, và bị chết, bị chết. Đó. Rồi anh chị em của nó thì như vậy là nó là đứa con, thì sau này sau giải phóng thì nó còn nhỏ trưởng thành lên. Đó. Rồi như vậy là nó ở với mẹ thôi. Anh chị em nó thì có chồng có vợ hết. Này thì trước đây thì cũng đẹp trai mà học giỏi lắm. Hầu giờ thì không có tiền án tiền sự gì. Nhưng mà qua vấn đề điều tra mình thấy rằng là như vậy là có cái đối tượng dọc theo cái tuyến đó và trong địa bàn đó vắng mặt ở tại địa phương. Ta kiểm tra thì trong đó có thằng Vệ. Và thằng Vệ này thì như vậy là theo lời tả của ông Cát thì cũng nứt da trắng. Nứt da trắng. Và ta xác minh thì như vậy là nó có cái áo 3DC màu tím. Một mũi trinh sát lập tức được cử lên đường đi Quy Nhơn xác minh tung tích của Huệ ở trường cơ điện. Người thầy giáo phụ trách lớp học của Huệ cho biết, Huệ đã nghỉ học nhiều ngày trước đó. Vào ngày 6 tháng 11, Huệ cũng không có mặt ở trường. Tiến hành xác minh cũng như mọi người khác thì xác minh cái thằng Huệ thì thấy thằng Huệ trong cái thời điểm khả do án, thằng Huệ là không học, ở tại trường đó không có mặt.
không à. Và phát hiện thằng Trang Huệ thì tiến hành tiếp xác minh tiếp. Thì như vậy là trong những ngày đó nó ở tại thị trấn Đức Phổ. Nhân thân ở đây thì quan hệ bên nội bên ngoài của nó thì coi như là có nhiều mũi. Thì vô tận xác minh thì cũng không phát hiện nó chính nữa nào. Sau đó thì nghe là coi như là nó trốn đi vô kể cả trong phía Hoài Nhơn, Bình Định, rồi phía thành phố Quy Nhơn, rồi kể cả ra Quảng Ngãi, cho nên nhiều cánh đi lạng lộn là hầu như là thường xuyên, hết nhà là tới nhà kia, rồi phải xây dựng cơ sở bóng ở vùng có cái nhà thang thì làm rất là nhiều chuyện mà cũng đi lạ thường xuyên. Trong khi các mũi trinh sát vẫn kiên trì theo dõi những mối quan hệ xung quanh Huệ từ gia đình, người thân, bạn bè và những mối quan hệ khác, thì tại hiện trường xảy ra vụ án, lực lượng cảnh sát của ban chuyên án vẫn tích cực làm việc để không bỏ sót những dấu vết nhỏ nhất. Công tác này sẽ hỗ trợ rất tích cực cho quá trình phá án sau này. Bằng cả đêm và tổ chức phân công lực lượng đi điều tra tìm hiểu. Tôi nhớ mấy ngày liên tục lực lượng công an tỉnh, lực lượng công an huyện là tung lực lượng đi tìm. Thì lúc đầu là cũng có nhiều nhận định, cái vụ án này thì lúc đầu có nhiều nhận định. Nhưng mà sau đó thì tự trung lại thì xác định là khả năng là giết người cướp tài sản. Và khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện có một cái đầu đạn đây là đầu đạn súng côn, súng Mỹ. Vị trí bà Lần nằm khi bị bắn chết là ngoài cánh đồng, có một rãnh nước. Vết thương trên thái dương gây ra cái chết cho bà Lần được xác định bắn ở cự ly rất gần, do vậy vỏ đạn chắc chắn không thể nào văng ra xa được. Tuy nhiên do điều kiện mưa lụt nên cơ quan điều tra không tìm được ngay. Việc mò tìm vỏ đạn rất phức tạp. Phải đợi khi trời ngừng mưa, rút nước, công an huyện Đức Phổ đã phải huy động lực lượng ngăn nước để mò tìm. Không nằm ngoài dự đoán của ban chuyên án, một vỏ đạn đã được tìm thấy ngay bờ mương, cạnh cánh đồng, là nơi bà Lần nằm chết. Vỏ đạn được xác định là của súng côn 45, trùng khớp với vết thương đạn gây ra trên thái dương bà Lần và vết thương ở chân của ông Cát. Như vậy tìm được vỏ đạn, xác minh được loại súng gây án. Việc truy tìm nguồn gốc khẩu súng sẽ giúp ban chuyên án lần ra chủ nhân của nó. Đó chính là một hướng mở để phá án. Quay trở lại hành trình theo sát dấu đối tượng Trần Huệ của công an Đức Phổ. Lúc này lực lượng công an đã phát động tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân nhằm thu thập các thông tin liên quan đến vụ án. Lúc này họ liên tục nhận được những nguồn tin báo về di biến động của đối tượng Huệ. Sau khả ra án thì nó không vô là tư nhân à, mà nó lẳng quẳng ở ngoài Trà Câu, tức là nó ở nhà của nó liên lạc với lượt con mộng ở Trà Câu. Ông cha này là nằm trong tổ chức trước đây phản động, Quỳnh Mộng á, là trước đây là nằm trong tổ chức phản động, và nó có một đêm nó nằm ở tại cái chùa phía ngoài Trà Câu. Rồi sáng đó nó vô ở tại như vậy là trường cấp 3, đối diện nhà trường cấp 3 có cái quán bún bà Hoàng. Nó vô nó ăn một tô, rồi sau đó nó vô ở tại thị trấn Đức Phổ. Lúc này tại bệnh viện đa khoa huyện Đức Phổ, ông Cát đã dần hồi phục. Tuy nhiên ông vẫn được lực lượng công an bảo vệ cẩn thận đề phòng trường hợp tên sát nhân có thể quay lại thủ tiêu đến cùng. Nhiều người bệnh viện đã xác nhận tìm thấy một thanh niên thường xuyên qua lại phòng bệnh ông Cát nằm. Tên này chỉ lảng vảng từ xa chứ không vào thăm gặp. Điều đặc biệt là tay hắn luôn đút ở trong túi quần. Người này chắc chắn không thể là người thân của ông Cát. Thì trong thời gian đó,
Thì như vậy là ông Cất nằm ở tại bệnh viện Đức Phổ đây. Nó ở đó nó lãng vãng lên ở tại bệnh viện. Rồi từ bệnh viện đó là nó, người ta phát hiện nó, sau đó là như vậy mình lần theo đó thì nó hình như có qua một thời gian một hai ngày là nó không có mặt. Ban chuyên án lúc này đặt ra câu hỏi, liệu thanh niên bí ẩn ở bệnh viện có liên quan gì đến đối tượng Trần Huệ hay không? Không phải phổ nhiên, tình cờ mà đối tượng này lại thường xuyên loanh quanh ở khu vực phòng bệnh mà nạn nhân nằm. Thông tin thu thập được càng nhiều thì việc xử lý càng trở nên phức tạp và đồng thời phải theo dõi hết và bảo vệ ông Cát được an toàn tại bệnh viện. Nhiệm vụ của ban chuyên án cũng nặng nề hơn. Một mặt vẫn phải tiếp tục trinh sát Huệ, một mũi khác truy tìm chủ nhân của khẩu súng gây án. Trần Huệ không hay biết mọi hành tung của hắn đã bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm. Hắn vẫn đi lại sinh hoạt gặp gỡ mọi người. Chiều 8 tháng 11, Huệ đã vào nhà ông Hùng bà Lan, là một gia đình thân quen với hắn từ trước để nghỉ ngơi. Chính tại đây, bà Lan đã thấy từ trong túi quần của Huệ vô tình rơi ra một khẩu súng và hắn đã vội vàng nhặt khẩu súng giấu lại vào trong túi quần. Chi tiết về khẩu súng giấu trong người Trần Huệ nhanh chóng được báo với cơ quan điều tra. Sự trùng hợp giữa một đối tượng đang là hiểm nghi số 1 của một vụ án mạng lại mang trong người một khẩu súng hẳn không phải là ngẫu nhiên. Điều này chính là căn cứ xác đáng nhất để cơ quan điều tra khẳng định Trần Huệ là tác giả của những phát súng trong đêm mưa bão ngày 6 tháng 11. Chính vì thế, cơ quan điều tra quyết định phải bắt cho bằng được tên Huệ. Vì ở thời điểm đó, phong trào vượt biên đang rộ lên ở địa phương. Ban chuyên án đã nhận định, nếu chậm trễ thì rất có khả năng đối tượng sẽ trốn ra nước ngoài và vụ án sẽ đi vào ngõ cụt. Những cuộc vây bắt truy đuổi đối tượng này được thực hiện một cách khẩn trương. Tiếp vào dầu cho tôi là đến cái giai đoạn cuối cùng là lên ở đó để rồi theo dõi cái hoạt động động tĩnh của nó đó. Thì đến lượt mà nó phát hiện mà có cái công an theo dõi thì bắt đầu nó tuôn nó đi. Mà kể từ đó là tôi có một cái ấn tượng là sau đó thì tôi có liên lạc về bố cố với lãnh đạo, thì lãnh đạo nói rằng nó đi đâu là cố gắng bám theo nó rồi liên lạc. Thế thì khi mà nó phát hiện tôi theo dõi nó thì nó đi lên ra đường Lù Bòn, nó lên đường sát mà nó đi ra miết tới Mỹ Thuận á. Mà đến khi tôi đi theo nó thì cách khoảng 50 mấy đến 100 mấy rồi 200 mấy thì khi nó phát hiện được đi theo nó thì nó vô ra cái xóm của Mỹ Thuận là nó trốn luôn. Không theo được, mà khi mà máy xếp nói là cố gắng nó đi nó tấp vô đâu làm như thế nào là phải điện ngay, phải báo ngay về để rồi có cái lực lượng hỗ trợ. Nhưng mà ở cái vùng đó nó ván quá, không có liên lạc được. Đến khi mà nó chui vô đó rồi là coi như nó biến mất. Những lần bị mất dấu đối tượng đặt lên vai những trinh sát một áp lực nặng nề. Như vậy, rõ ràng đối tượng không phải là kẻ đơn giản. Nhưng dù khôn ngoan đến đâu, trong quá trình chạy trốn, chắc chắn đối tượng cũng không thể tách rời hoàn toàn những mối quan hệ của mình. Phải nói rõ rằng trong những cái giai đoạn đó thì cái khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Cho nên những cái máy móc, những điều kiện để rồi hỗ trợ cho công tác điều tra là hết sức hạn chế. Vì vậy mà chỉ có dùng bằng như vậy kinh nghiệm, rồi như vậy là dùng như vậy các biện pháp nghiệp vụ mà qua trường lớp ta vận dụng trong thực tiễn thôi. Trong thực tiễn, hễ mà con người đó sinh ra sống, sinh ra lớn lên thì phải có cha có mẹ, có ông có bà, rồi có bạn có bè. Ví dụ trường hợp cụ thể như Thường Huệ thì như vậy muốn hay không cũng như người khác cũng vậy thôi. Thì thông qua vấn đề những kinh nghiệm thực tiễn mà các người trinh sát, người lãnh đạo phải biết vận dụng để nắm bắt cho được đối tượng. Không thể tách rời những quy luật tình cảm tự nhiên của con người. Dù có bất cứ điều gì xảy ra thì đều cần phải giúp đỡ, che chở, bao bọc từ những người thân yêu nhất. Nắm được quy luật này nên lực lượng trinh sát ta đã bám vào những người thân ruột thịt mà Huệ tin tưởng nhất. Ta tiến hành mai phục, theo dõi các người di biến động của người thân, mẹ,
rồi cậu này của Trần Quỳ. Thì anh trong thời gian trinh sát theo dõi thì thấy rằng sáng một hôm như vậy là bà mẹ của Quỳ là như vậy đi theo đường như vậy là thủy lợi đi về Phú Thuận, bởi vì mẹ Quỳ là quê Phú Thuận, mà trên tay xách một xách đồ rất là nặng, tức là trong túi xách. Thì nghĩ rằng chắc là bà này là về bên ngoại, mà thằng Quỳ có khả năng là ở Phú Thuận, trốn Phú Thuận. Đồng thời như vậy là theo dõi ông cậu của nó làm ở tại công nhân xí nghiệp, thì đúng 11 giờ thì thấy ông cậu của nó là xin phép về sớm. Thì anh em cũng là theo dõi thì thấy rằng là ông cậu cũng về thời gian điểm đó, và ông bà mẹ của ông Quỳ cũng ra về nhà, nghĩ rằng Quỳ ở trong này cho nên mũi trinh sát ập vào. Quả đúng như lời ta dự đoán, toàn bộ hành lý bà mẹ Huệ cầm theo hôm đó là quần áo và tư trang của Huệ. Như vậy, chắc chắn Huệ đã có sự liên lạc với gia đình và đang chờ sự tiếp tế trước khi hắn có thể đào tẩu đi xa hơn. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, mẹ của Huệ chỉ cung cấp được rằng Huệ hiện nay đang ở Mộ Đức và có hẹn về nhà cậu để lấy đồ. Bản thân bà cũng không biết chính xác Huệ đang trốn ở đâu. Trong các mối quan hệ bạn bè của Huệ, nổi lên một cái tên khiến lực lượng công an rất lưu tâm. Đó là một cô gái tên là Nguyễn Thị Cường, ở Thạch Trụ, Mộ Đức. Cô này là người yêu của Huệ và có mối quan hệ tình cảm rất sâu đậm. Bố của Cường vốn là một sĩ quan ngụy. Qua nghe ngóng tình hình, ta được biết Huệ và Cường đang có ý định vượt biên cùng nhau. Một buổi tối, trinh sát theo dõi và bám sát ngôi nhà của Cường ở Mộ Đức trong đêm yên tĩnh vắng lặng. Họ nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của một giọng nam và một giọng nữ trong phòng ngủ. Trước đó ta đã theo dõi về vấn đề, ta bám những cái mối quan hệ của nó. Thì trong đó có cái mối quan hệ nó với người có người yêu tên Cường ở tại Đức Lăng, Mộ Đức. Thì ta có một tổ trinh sát đã bám rồi. Nhà đó bởi vì có cái mái che, nó có cái hè rồi, nó có cái nó rào, tức là nó dùng bẻ mía đó, nó che như cái hè, che hè mà. Thì anh em bí mật luồn vô đó, nằm đó. Thì ngay thì bên này cái buồng của con Cường thì vách đất là tới cái hè đó mà, cái hè được che rồi. Mình đã khảo sát địa hình rồi. Thì một tổ ếm đó, như vậy ta không biết làm sao ta xâm nhập, cho nên ta phải tạo cớ. Tạo cớ thì như vậy, khi con Cường thì trong giai đoạn mà chưa có tạo cớ được thì đã nghe nó nói lầm rầm trong buồng rồi, bởi vì cách vách thôi mà cái vách rất là mỏng, nhưng mà mình không dám đục vô, thì mình lấy cái tay hái vô sợ trầm, nhưng mà nó nghe trầm gì, anh em nghe trầm gì thì biết sồn xì trong đó rồi, tức là nói chuyện với nhau trầm gì nó nhỏ thôi đó. Cho nên khi đó là mới tìm cách mới điều con Cường là người yêu của thằng Huệ đây. Qua tìm hiểu được biết, Cường là đội trưởng đội văn nghệ của xã. Bằng một kế hoạch được vạch sẵn, lực lượng công an đã tạo ra một cái cớ hợp lý, là một buổi tổng duyệt văn nghệ không thể vắng mặt Cường, buộc Cường phải rời khỏi nhà. Qua tìm hiểu được biết Cường là đội trưởng đội văn nghệ của xã. Bằng một kế hoạch được vạch sẵn, lực lượng công an đã tạo ra một cái cớ hợp lý là một buổi tổng duyệt văn nghệ không thể vắng mặt Cường. Bộ Cường phải rời khỏi nhà. Trong giai đoạn mà chưa có tạo cớ được thì đã nghe nó nói lầm rầm trong buồng rồi. Bởi vì cách vách thôi mà cái vách rất là mỏng. Mình không dám đục vô thì mình lấy cái tay hái vô sợ động. Nhưng mà nó nghe rầm rì. Anh em nghe rầm rì thì biết sồn xì trong đó rồi, tức là nói chuyện với nhau. Rầm rì nó nhỏ thôi. Thì như vậy là tổ trinh sát đó là phải tận dọn là nằm có mặt nằm ở sau nhà rồi,
nhà đó, bởi vì có cái mái che, nó có cái phía, có cái hè, rồi nó có cái nó rầu, à, tức là nó dùng bẻ mía đó, nó che như cái hè, che hè mà, thì anh em bí mật luồn vô đó nằm đó, thì ngay thì bên này cái buồng của con Cường thì vách đất là tới cái hè đó mà, để cái hè được che rồi, mình đã khảo sát địa hình rồi, thì một tổ ếm đó. Cho nên mở cửa ra thì lúc đó anh em đã tiếp cận sót rồi, mở ra là mình tách người vô thằng ra cánh cửa luôn. Vào đó anh Thăm anh có vỏ nữa, anh vào trước là anh quật ngã nó trước rồi tha có bác. Như vậy là sau rất nhiều khó khăn nỗ lực đeo đuổi đối tượng gây ra vụ thảm sát tại gia đình ông Lê Quý Cát, lực lượng công an đã ra tay được Trần Huệ và Còng. Tuy nhiên Huệ được đánh giá là một đối tượng được học hành đàng hoàng, rất tinh vi, khôn ngoan. Quá trình đấu tranh với hắn còn tiếp tục thách thức với những cán bộ của ban chuyên án. Thưa quý vị và các bạn, bắt được Trần Huệ tại nhà người yêu là Nguyễn Thị Cường ở Thạch Trụ, Mộ Đức. Cơ quan điều tra lập tức tiến hành đấu tranh lấy lời khai của Huệ. Tuy nhiên không ai ngờ từ đây lại bắt đầu một giai đoạn phức tạp hơn của chuyên án khi đối tượng là một kẻ rất khôn ngoan, liều lĩnh và nhiều thủ đoạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 3 của chương trình Đại án Canh Thần. Bắt được Huệ rồi về đấu tranh thì vẫn nói rõ rằng nó mới khai là... đấu tranh nó rất căng, phải nói rõ rằng phải thằng này và có học, khi học sinh nó học rất giỏi, phổ thông học cũng giỏi, mà trường cơ điện hả, trường trung cấp cơ điện hả, kỹ thuật của Quy Nhơn nó học cũng rất giỏi, cho nên thằng này có đọc sách rất là tinh vi, nhưng mà bằng các biện pháp nghiệp vụ ta tiến hành ta khai thác. Lúc này nạn nhân Lê Quý Cát đã hồi phục và ông đã xác nhận kẻ vào nhà ông để gây án chính là Trần Huệ. Cơ quan điều tra đã đưa ra đầy đủ những lập luận bằng chứng xác minh về sự bất minh về thời gian của hắn trong quá trình xảy ra vụ án. Sau 3 ngày bị bắt, Huệ đã phải cúi đầu nhận tội. Hắn đã khai nhận hoàn toàn hành vi của mình. Nhà Huệ ở cách nhà ông Cát khoảng 3 cây số. Hắn được biết ông Cát là giám đốc ngân hàng Huyền Đức Phổ, vợ ông làm người buôn bán gạo. Hai vợ chồng không có con cái. Nghĩ rằng vợ chồng ông có nhiều tài sản, hắn đã âm thầm lên kế hoạch để cướp tiền. Trong trận lụt vào đầu tháng 11 khi nhiều nhà dân đã di tản đi hết, hắn coi đây là một cơ hội thuận lợi để có thể thực hiện âm mưu của mình. Trong vai một công nhân của nông trường 24 tháng 3 đi bán gạo, hắn đã tiếp cận, vợ chồng ông Cát. Cháu là công nhân của nông trường 24 tháng 3. Cháu công ty là muốn giải thể rồi. Cháu có ít gạo là muốn bán. Thì gia đình bác có mua không? Cứ dẫn tôi ra xem rồi bác đấy. Là cháu xin gạo. Đi bà qua đem uống mưa rồi vô chứ. Sau khi lấy được lòng tin của ông bà, hắn đưa ông Cát lên khu vực cầu gáo để xem gạo, rồi nổ súng với mục đích sát hại ông.
Nhưng mà hắn không ngờ rằng ông Cát đã trốn thoát khỏi những viên đạn tử thần của hắn. Không may cho bà Lần, khi nghe tiếng súng, bà vội chạy đi tìm chồng và đã bị kẻ sát nhân xuống tay. Sau khi nã súng vào hai vợ chồng, hắn quay trở lại nhà ông bà, tìm mọi cách để phá khóa lấy tài sản nhưng không được, nên buộc hắn phải bất lực bỏ đi. Hắn lang thang vào một ngôi chùa hoang để ngủ. Sáng hôm sau, vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn đi ăn bún ở cửa hàng đối diện chùa và vào một số nhà người quen chơi, trong đó có nhà ông Hùng bà Lan. Tại đây, khẩu súng của hắn đã vô tình rơi ra và sự vô ý này để tố cáo hắn. Tất nhiên điều này phải đến khi bị đưa về cơ quan điều tra hắn mới được biết. Trong hành trình lang thang, ngoài việc bí mật liên lạc với gia đình, người mà hắn tin cậy nhất để tìm đến chính là Nguyễn Thị Cường, cô người yêu ở Mộ Đức. Hắn đã tìm gặp Cường để nhờ giúp nơi trú ẩn tạm thời trong thời gian bị cơ quan điều tra truy đuổi. Nguyễn Thị Cường đã không nề hà, đưa hắn về nhà và cũng tại đây kẻ sát nhân đã bị bắt. Quay trở lại với khẩu súng một đối tượng đã sử dụng được gây án, hắn đã khai là mượn của một người bạn tên Châu ở Quy Nhơn. Tiến hành như vậy, làm việc Châu, bắt Châu luôn, thì như vậy là Châu nó vào cái khẩu súng này là của ông cậu bộ đội, ông cậu ở cái trường bổ túc của quân khu Nam ở cầu Bà Di. Cho nên một cánh quân phải ra ngoài Đà Nẵng, một tổ ra Đà Nẵng làm việc với quân khu Nam. Quân Nam sang làm việc với anh Quát này thì ảnh công nhận ảnh có cho ông Châu mượn khẩu súng và mới trả đây. Nhưng bữa nay mất rồi. Mới hỏi vì sao mất. Thì ảnh nói rằng là hôm đó thì như vậy là nhà trường cử đi, tỉnh đậu Nghĩa Bình cử đi là hội thao ở ngoài Đà Nẵng. Hôm xem phim ảnh đĩa trên cái gác, trên cái gái thì mất mất. Mở cuộc điều tra thì như vậy là đúng là đồng chí ở Nghệ An cũng đến hội thi đó. Và ở cùng phòng của anh Quát này thì như vậy thấy khẩu súng này đẹp quá, cho nên là tối đó đi xem phim thì anh này nhớ là lấy trộm. Sau khi điều tra thì đúng là cái đồng chí ở Nghệ An đã thú tội, như vậy là cuối cùng như vậy là thu hồi được khẩu súng. Thì đem súng về thì như vậy là hoàn tất hồ sơ rồi, nó nhận toàn bộ. Trần Huệ đã bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Phổ xét xử lưu động và tuyên án với bản án cao nhất, tử hình. Nhưng những ngày trong trại giam, hắn không ăn năn sám hối cho những tội lỗi mà mình gây ra, mà lại âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Kế hoạch đào tẩu khỏi trại giam. Với sự ma mánh của bản thân,
lợi dụng sơ hở của các cán bộ, hắn đã tẩu thoát khỏi trại giam. Vậy là toàn bộ quá trình truy bắt Huệ đã bị hắn xóa trắng, buộc lực lượng công an quay trở về cột mốc truy đuổi ban đầu. Với khoảng thời gian rất ngắn từ lúc hắn trốn thoát, ban chuyên án nhận định hắn chưa thể đi xa. Quả đúng như vậy, hắn vẫn giữ ý định vượt biên. Nhưng để có tiền, Huệ phải tìm cách lần mò về nhà để nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là từ mẹ của hắn. Bọn tôi là hồi đó làm là cũng có cái kinh nghiệm thế này. Khi án nó xảy ra rồi chuyển hồ sơ lưu, chuyển hồ sơ cho viện sát rồi, trong hồ sơ lưu của mình đó, thì mình có rất nhiều thông tin về cái thứ nhất là về nhà của nó như thế nào, quan hệ của nó tới đâu, quan hệ tới đâu, tất cả các quan hệ của nó đều đưa hết cho trong hồ sơ vụ án. Tại vì lúc nào cũng nghĩ ra chuyện nó sẽ trốn, mà đúng thật thằng này nó sẽ trốn. Cho nên khi nó đã trốn rồi thì mình dỡ cái hồ sơ đó ra thì y hết thôi. Nhà nó như thế nào, quan hệ nó tới đâu, cho nên mình bố trí lực lượng cũng không có gì khó khăn lắm. Các biện pháp nghiệp vụ lập tức được triển khai. Trong quá trình phá án, ban chuyên án không thể tách rời sự giúp đỡ của những quần chúng nhân dân tốt. Những quần chúng này được xem như tai mắt của lực lượng công an. Họ sẽ cung cấp nhiều thông tin mà trên cơ sở đó ta có thể tổng hợp, sàng lọc, lần ra những di biến động của đối tượng. Thậm chí có những quần chúng sẵn sàng chấp nhận đối diện với nguy hiểm để tham gia vào quá trình chấn áp tội phạm. Trong giai đoạn truy bắt Trần Huệ lần 2, đã có những quần chúng như vậy. Trong một lần vô tình đi qua nhà Trần Huệ, một người phụ nữ làm nghề buôn cám đã thấy hắn trở về nhà. Chị cảm thấy rất kinh ngạc vì sao một tên tội phạm đã gây vụ án rúng động trong vùng, đã bị tuyên án tử hình mà nay lại xuất hiện ở nhà. Thông tin này ngay lập tức được chuyển đến cơ quan công an. Sao mày biết tao vậy? Bỏ hết. Tôi đi mua lúa nhắm thủy sản mà. Mày có làm cho em không? Không, tôi không làm cho em hết. Mày mà bỏ cho em biết tao vậy, giết mày. Một kế hoạch vây bắt chi tiết đã được vạch ra. Ban chuyên án không cho phép để đối tượng chạy thoát một lần nữa. Chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải bắt bằng được đối tượng Trần Huệ. Những cán bộ tinh nhuệ nhất được cử ra để bao vây toàn bộ khu nhà của đối tượng. Trần Huệ khi đó đang trốn trong nhà. Hắn thực sự bất ngờ trước sự ập vào của lực lượng công an. Do đã bị khống chế hoàn toàn và căn nhà đã bị vây kín nên đối tượng không thể có đường thoát thân. Cuộc truy bắt lần 2 đã vĩnh viễn khép lại hành trình truy bắt Trần Huệ. Tên tội phạm đã gây ra một vụ đại án trong tỉnh Quảng Ngãi. Hắn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu giữ cho mình bản tính lương thiện. Thế nhưng con quỷ dữ trong hắn đã trỗi dậy và nhấn chìm hắn trong một vòng xoáy tội ác không thể nào tha thứ. Từ đây, hắn đã thực sự phải trả giá cho cái tội ác của mình bằng hình phạt cao nhất của pháp luật.
sau hơn 1/4 thế kỷ. Căn cứ cách mạng Phổ Ninh năm xưa đã thay ra đổi thịt. Những nóc nhà ba gian trải dọc theo bờ ruộng thẳng tắp. Gia đình ông Lê Quý Cát đã chuyển sang một ngôi nhà mới được xây dựng bên cạnh ngôi nhà cũ. Năm tháng đã đi qua, nhưng những vết thương trên cơ thể cũng như những ký ức kinh hoàng của vụ án đối với gia đình ông dường như vẫn còn đó. Nhắc về người vợ xấu số đã ra đi vào đúng ngày này của 39 năm về trước, ông và những người thân của mình vẫn vô cùng xúc động. Cuối cùng, có lẽ người vợ của ông đã có thể yên lòng nơi chín suối, bởi kẻ gây ra tội ác cũng đã bị trả giá trước pháp luật. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, tủ hồ sơ của công an tỉnh Quảng Ngãi ngày một dày thêm với hàng trăm vụ án, nhưng câu chuyện về đại án canh thân mãi mãi là dấu mốc không thể phai mờ. Những cán bộ điều tra đã tham gia chuyên án năm nào, trải qua nhiều công tác, họ đã trưởng thành ở nhiều nhiệm vụ, vai trò khác nhau. Nhưng đại án năm canh thân vẫn là một phần ký ức đặc biệt, một vụ án mà họ khắc sâu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhiệt huyết và cái tâm đối với công tác điều tra, niềm khát vọng về một cuộc sống bình yên cho nhân dân chính là nguồn sức mạnh đã nuôi dưỡng suốt quá trình công tác của họ. Vượt qua mọi khó khăn đến nay, phần lớn trong số họ đã nghỉ chế độ. Có người đã trở thành thiên cổ, nhưng trong câu chuyện vẫn luôn được nhắc đến với tất cả sự kính trọng và nể phục, đó là đồng chí Châu, trưởng công an huyện Đức Phổ thời bấy giờ. Đồng chí Võ Minh Châu, trưởng công an huyện, đồng chí có một cái tuyệt vời. Ông đi đâu mà kiểu, thậm chí ông đi vỗ, ông đi đâu mà kiểu, nhưng ông nghe những thông tin gì, có đối tượng nghi vấn, là ông để đầu cả, và anh về là anh viết một cái chữ, viết cái thông tin đó. Ông viết có tờ giấy bao nhiêu thôi, bạn cái tờ lịch hồi đó có 9-12 thôi. Tôi mới viết dán vô trong một tờ giấy, cũng tờ giấy rơm hồi đó tỷ cỡ bàn giấy A4 bây giờ, đóng vô cái hồ sơ ra của cái địa bàn đó. Thì đặc biệt là cái vụ này là trong số cái đối tượng mình lên nghi vấn thì có cái đối tượng hồi đồng chí Châu là có viết thế này. Nhưng khi xảy ra vụ án đồng Châu này, tôi viết cho đồng chí những đối tượng nó bao giờ đồng chí còn giữ không? Bỏ dỡ hồ sơ ra, có là chú. Đi sau mấy thằng này, thì hồi đó đi nhiều đứa, nhưng trong nó có đứa này, có những đứa này là rất tốt. Không có cái băng này, chứ còn cái đứa này thì không có, vì hồi đó cái đối tượng này nó đi học trường cơ điện trong Quy Nhơn, nhưng cái băng này là có. Nhờ có cái quy động tổng hợp như thế, cho nên là cả an ninh, anh Sanh chuẩn chỉ đạo, và chú Châu là anh đồng chí Châu là cũng trưởng công an huyện là cũng chỉ đạo sử dụng tất cả các lực lượng của mình để mà đi vào cái này. Phải nói rõ rằng trong những cái giai đoạn đó thì cái khoa học kỹ thuật chưa phát triển, cho nên những cái máy móc, những điều kiện để rồi hỗ trợ cho công tác điều tra là hết sức hạn chế. Vì vậy mà chỉ có dùng bằng như vậy kinh nghiệm rồi như vậy là dùng như vậy các biện pháp nghiệp vụ mà qua trường lớp ta vận dụng trong thực tiễn thôi. Mà các người trinh sát, người lãnh đạo phải biết vận dụng để nắm bắt cho được đối tượng là phải thông qua thực tiễn. Chính vì được tôi luyện giữa một môi trường kỷ luật nghiêm khắc với một thủ trưởng dày dặn kinh nghiệm, mà lứa cán bộ như các đồng chí Trần Hoàng Triệu, Nguyễn Trường, Đặng Văn Phúc, Dương Hiển Tin đã thực sự trở thành những điều tra viên mẫn cán, được nhiều thế hệ công an tỉnh Quảng Ngãi sau này yêu mến và tin tưởng. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện loạt chương trình hồ sơ vụ đại án canh thân, chúng tôi đã tìm gặp được hầu hết những cán bộ của chuyên án. Đại tá Trần Hoàng Triệu, một trong những cán bộ cốt cán, đã trải lòng rằng có những trang hồ sơ khi gấp lại rồi sẽ dần rơi vào quên lãng, nhưng cũng có những trang dẫu có đốt ngàn lần thì vẫn mãi in trong tâm khảm các điều tra viên.
đó cũng xin được lấy làm lời kết của chương trình kỳ này. Với tất cả tấm lòng trân trọng của những người thực hiện chương trình dành cho họ, thế hệ điều tra viên của những năm 80 luôn lấy nhiệt huyết, lòng yêu nghề và với sự công bằng trách nhiệm với nhân dân làm kim chỉ nam trong công tác suốt cuộc đời. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.